sao mai hôm em kêu đi khám sớm cắt cái lưỡi á, chứ không là giờ tập nói anh tôi giờ tập nói cực quá trời. Lưỡi nó bị dính lưỡi mà nói cứ út đông chịu, nó kêu ra nó cầm điện thoại quyết làm biếng nói, nó bị cứng thì làm sao nó nói được. Mấy tuổi rồi ta? Giờ bốn. Bằng con Gia Hân. Giờ bà Gia Hân là coi như bà dắt ông này đi bán hồi nào cũng hay rồi đó. Chủ quan á anh Tư ạ, mà may hồn bữa em kêu đó, còn không là chết ngắt rồi. Giờ đi cắt rồi phải, nó phải tập nói, bữa đây nói dạ được rồi đó, chào dạ được rồi đó, mấy bữa đâu có nói. Cái út nó cứ nói nó làm biếng nói không à. Không, giờ tập nói là sẽ bị ngọng đó, là sẽ bị đơ đó. Cái gì vậy? Ủa bữa giờ cả tháng mấy đâu làm mà bữa rớt cái ngón này đi ra làm lại ngón tay rồi mấy ngón kia đâu làm, bữa đây cũng vậy nè bây giờ. Còn đúng một size 38 thôi.
Tôi này 250 xe 150 còn đúng size 38 thôi. Chế nào chưa chốt cái này thì chốt giúp em ha. Còn dép chị nào chưa chốt thì chốt tranh thủ chốt đi nha. Chứ em nói mấy chị là số lượng có hạn mà lụ đạn thì lúc chốt rồi đó. Rồi cho nên mấy chị tranh thủ giúp em ha. Đây, tranh thủ giúp em nha. Đây ha. Bữa nay thứ mấy anh? Nay thứ 6 rồi hả? Tí nó báo sớm mà. Tí báo sớm mà chủ nhật mình này đi thăm được không? Sao gửi hàng vô kịp ta? Sao gửi bò một nắng vô kịp đi ta? Đã trễ quá trời. Ai vậy? Anh Thu mua hàng. Ủa tối hôm qua tới giờ nó chưa trả lời hả? Dép 150 của chị Huỳnh Trâm à, dày nha chị. Dép này thì có 80 thôi. Cái đôi màu đen kia size 38 là dày nha chị nha. Đôi kia là dày chứ không phải dép. Tôi kiếm đôi này cho chị đi. Kiếm đôi này 38. Dạ đôi 150 là dày size 38 nha. Dạ chủ yếu chị thích ăn không hả chứ à, em sợ đem vô cái sao ta. Cái sao quên rồi. Ừ đem vô toàn hàng tươi không mà đi cái là nó bị hư bột hư đường hết đó chị. Đó chứ em không có ham ăn thôi nha. Chủ yếu là em không có tiền để mua cho chị thôi chứ thực sự em không có ham ăn nha chị nha. Bà đấy mấy chị Huỳnh Trâm. Chị Huỳnh Trâm 38. Bà đấy mua chị Huỳnh Trâm. Rồi mấy chị ơi cho em xin nút chia sẻ nha mấy chị. Cho em xin nút chia sẻ để em có một con quần lính là bán giá rẻ thôi. Bán giá là 10.000 20 nha. Bán giá lời 10.000 20 cho mấy chị có con quần lính nè. Quần lính là quần lính nữ nha. Có mẫu size 42 chị Dung Trang nhưng mà mấy mẫu em đăng á. Chứ cái hàng sale này không có size 42. Trời ơi thèm lắm chị. Thèm bánh xèo nhỏ nhỏ ăn với mắm nêm nè. Thèm bánh bèo núi nhạn, thèm thấy mẹ luôn. Thèm bắp, trang bắp nêm. Thu hai lát luôn. Thu hai món luôn không ăn chứ chị chỉ hồi trưa đó thu hà nè hồi trưa thu hai món quần này eo 96 nè chị nè 75 kg chốt cái con quần lính nè trời má ơi dễ thương rồi quần lính bán cho mấy chị với giá là giá gì là giá lấy giùm 120.000 ha 120.000 quần lính coi túi này chị nào 75 kg quất nó cho em ha. Chị nào 75 kg quất cái con quần lính này cho em eo 95 eo 95 quần lính nha mấy chế nha eo 95 quần lính rồi mấy chị đi đâu hết trơn rồi ta hello mấy chị ơi mấy chị đâu hết rồi mấy chị cục nào hai cục lần thôi mình lên hai cục lần bạn ơi bạn ấy chưa con học tin nhắn thôi số điện thoại phải là nhiêu em 79254 ta nhắn phim bản rồi đó từ quay lúc làm kiểm tra khách mới cục này chưa đi cái cục kia gửi tiếp á để khỏi từ từ cục gửi hàng bơm em khoảng kia đừng có khui hàng bơm nữa nhìn chóng mặt quá lượng người đang coi cũng thấp nữa alo mấy chị cho em xin được chia sẻ đi mấy chị alo alo mấy chị ơi mấy chị ơi cho em xin lượt chia sẻ được không à mấy chị ơi ờ cứ like tiếp đi nó có một con rồi chị Hồng Mỹ Chi nó có một con duy nhất à nè áo khoác vest nè áo khoác vest đen nè áo khoác vest đen 160.000 nè mấy chị ha 160.000 áo khoác vest đen đây mấy chị nào chốt dễ thương không chị nào chốt vest đen thì chốt lên giúp giùm em ha 160.000 vest đen. Chế nào chốt vest đen chốt lên giúp giùm em vest đen nha. Hello, đây là chị phải chị Thu Hà này không? Phải chị Thu Hà này không? Phải chị Thu Hà chưa đặt dép không? Đúng rồi. Rồi xin địa chỉ cô chưa? Cô ơi, Thu Hà ơi, vô cho con địa chỉ số điện thoại nhưng hồi trưa cô quên luôn á. Hồi trưa cô Hà đặt xong rồi nó quên xin địa chỉ số điện thoại chị Hà luôn. Chị Hà vào cho em xin. Dạ 60-82 kg bằng em thôi nha, đừng hơn nha. Rồi chốt giùm em áo vest, trời ơi con này là mấy chị thấy là phải chốt liền nè. Chết khi nào có những cái con hàng vest hàng Việt Nam xuất khẩu thì mà giá dày lắm. Ít lắm nha. Rồi chốt giùm em
ở áo vest 60 đến 82 kg. Chị đang chốt dùm lên em 160 ngàn nha. Nó có nhắn tin trong tin nhắn chị á, chị đừng có cho trên này mấy đứa lừa đảo đó, nó dụ phì nó gửi hàng tầm bậy tầm bạ á chị. Ai áo vest co giãn nè, ai chốt vest chốt dùm em 160 ngàn. Chết cha, tối nay đi đâu hết rồi trời, làm như bữa giờ đi cổ vũ Việt Nam chưa gì hả sao vậy bà nhà mình chị Trang? Bà là đầu cơ tích trữ lắm nha. Rồi ai cầm cái áo vest chừng nào bán được thay mẫu nha. Chết cha rồi, một size à chị, một size à, một size à nha. Xong rồi, xong rồi, em trước sau em cũng bị đi đứng đường rồi. Cái này size M nè. Đúng rồi, em nói thiệt, có size S, size S là zoom nè. Zoom này hôm qua ai hỏi nè, zoom này hôm qua cái chị gì mà chốt được cái zoom màu kem á hỏi nè. Zoom hai chữ Kiều Thu. Đây, zoom của bà Kiều Thu hỏi zoom đen nè. Kiều Thu ơi, em đâu rồi? Em đâu rồi Kiều Thu ơi? 160 ngàn, 60 đến 73, 74 kg zoom, 60 đến 72 kg zoom. Chị nào chốt zoom đen chốt giùm em ha, zoom đen đùi thun lai dông 160 ngàn. Chị nào chốt lên giúp giùm em nha. Rồi bán kiểu này rầu, đi đứng đường rầu thiệt á. Chết à, chả là con này mất size nên thử nha. Rồi lên tiếp áo khoác vest nè, áo khoác vest cũng size M luôn, 60 đến 82 kg. Chế nào chốt khoác vest chốt lên giúp giùm em khoác vest ha, hơi bị đẹp nha mấy chị nha. Chị nào chốt khoác vest thì mạnh dạn chốt lên ha, 60 đến 82 kg. Giả bộ cho em cái chấm cái mút được không mấy chị? Mấy chị muốn chấm gì mấy chị chấm, mà mấy chị muốn mút gì mấy chị mút ha. Bệnh 2-3 ngày đây à chị, gửi măng cục với sầu riêng vô thăm đi. Gửi măng cục với sầu riêng vô thăm giùm đi ha. Ừ, 160 của Nguyễn Thảo My nè, chốt hàng lẹ đi hai đứa. Nguyễn Thảo My nè, em có con zoom nè mấy chị, em có con zoom này size số 8 thôi nha, size nhỏ, size này còn cỡ 60 kg thôi, size này còn cỡ 60 kg thôi, giá dạ, sale cho mấy chị 150 ngàn, con zoom size nhỏ sale mấy chị 150 ngàn, nó đâu có nút, vét nó không có nút vậy, vét hàng xuất nó không có nút nha chị, áo khoác thôi. Dạ chiều chị có đơn em biết rồi chị, dạ biết rồi, biết chiều chị có đơn. À, vest này nó không có nút đâu nha mấy chị. À, thông báo là vest này không có nút, cái này màu rêu nè, hình như màu rêu rộng hơn một tí nha. Vest màu rêu cũng 160. Còn con này chị Tiến Nguyễn Thị. Rồi vest màu rêu nè mấy chị ơi, chốt giùm em vest rêu 160 nha, chốt giúp giùm em vest rêu 160, dễ thương không mấy chị? Ừ, mấy chị thấy dễ thương hay không, cho em thấy dễ thương. Rồi chốt giúp giùm em vest rêu cũng 160 ngàn, con này là size từ 70 nè, con này size từ 67 kg đến 82 kg vest rêu, 82-83 kg. Chị nào chốt vest rêu thì có một con nha, hàng Việt Nam xuất khẩu, lấy màu đen nha chị Tiến. Rồi thì ẩn gì chứ sao chị, ai lấy vết rêu chốt giùm em vết rêu. Hồi chiều chị Nguyễn Thảo My có biêu rồi đó, thì đó ai chốt vết rêu thì chốt giùm em nha. Chị Tiến có muốn chốt thêm vết rêu không? Rồi cái số bên cạnh cái vết rêu đó thì bây giờ em còn một cái vết nữa là vết màu cà phê sữa, vừa cà mà vừa phê nha mấy chị. Vết cà phê sữa 160, hôm nay có được 3-4 con gì à. À, cho nên chị nào chốt vết thì chốt giùm em, làm như em like không ai nói chuyện với em sao. Alo, ai ngậm đầu dây làm ơn nhả đầu dây ra giùm cái mấy chị được không? Alo, 70 mấy chị ơi, làm ơn ngừng chấm lên giùm em cái, cho em 72 cái chấm đi mấy chị. Dạ, cho em giùm 72 cái chấm nha. Hôm nay có 2-3 con đồng của chị Huệ Phương ở đây nè nha. Đây là chị Huệ Phương, đây, la dông nha chị. La dông nha, con này là la dông nha chị nha. La dông, chị coi nè, xinh không? Size 18 huy nè, đẹp không? Đó, 72 chị cho mỗi chị 10 chấm đi nha. Đây nè,
còn áo khóc vét không, còn chốt cho chị cái màu đen rồi đó ha. Đây là dòng size 18 huy, size này là của chị Phượng nè. À, size này khoảng cỡ 90-95 kg à. Size này chị Huệ Phương sẽ bị chụp ha, để chúc em lên mẫu khác nha. Size này size 18 huy, à xin lỗi, size này là size 16 huy hèn chị. Size này khoảng cỡ 85-87 kg trở xuống thôi nha, nói chung là dưới 90 kg. Size này là từ 77 kg đến 90 kg, chốt giùm em đồng la dòng 208, chốt giúp giùm em la dòng xanh 208. La dòng xanh 208, con này là mấy chị rất là dễ mặc đồ nè ha. Con này mấy chị mặc hơi bị dễ thương, chốt giúp giùm em la dòng xanh nha. Chị nào chốt la dòng xanh thì chốt giúp giùm em la dòng xanh. Đây đầm công chúa nè. Dạ đầm công chúa 300, đầm công chúa 300 nha mấy chị nha. Công chúa 300, mấy chị coi cái ren ở dưới nè, cho mình đầm xanh. Và chị Tu Hồ 208 nè, chị Tu Hồ 208 có, chút có một con màu đen size 20 18 quy của chị nha. Đó, con này 1X nè, con này là đầm công chúa nha mấy chị. Con này là thông báo với mấy chị đầm công chúa ha, đầm công chúa đi tiệc. Con này là ba sĩ nè, con này ba sĩ, chốt giùm em là đầm công chúa nha. Con này size khoảng cỡ, đầm công chúa size khoảng cỡ 70 đến 85 kg, 88 kg cũng vừa ha, trên 70 kg nha mấy chị, trên 70 kg giúp em nha. Dưới 70 kg là cũng sẽ bị hơi rộng á ha, bị hơi rộng, cho nên trên 70 kg giúp em. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè, đầm này mà có chị Thanh Thảo Quảng Ngãi là chị sẽ chốt nè. À, đầm này 300, đầm này 300 nè mấy chị. Mấy chị có cái form đầm nè, ở dưới, ở trên là đá đỏ nha, ở trên là kim tuyến đỏ, ở dưới nè form đẹp không mấy chị ha. Đầm mà chốt giùm em đầm đá đỏ, đầm đá đỏ size 12 là dưới 73 kg nè, đầm đá đỏ size 12 là dưới 73 kg. Chốt giùm em đầm đá vàng, chốt giúp giùm em đầm đá vàng size 12 cũng dưới 73 kg. Mấy con này là dưới 73 kg thôi nha mấy chị, 60-73 kg. Đây là đầm đá đỏ luôn nè, đầm này cũng size 12 dưới 73 kg, 300 ngàn. Đá vàng kèm với lại đá đỏ mấy chị, đá vàng kèm đá đỏ. Cái đầm la dông 208 nè, cái đầm la dông 208 size 16 huy nè. Chị Tu Hồ có muốn lấy thêm thì lấy ha. Đầm la dông tím nè, đẹp phơm đẹp ha mấy chị ha. Đầm la dông tím, chị nào chốt la dông tím size 16 huy là chốt giùm em 80-90 kg. Chị Tu Hà nhiêu ký chị Tu Hà? Em đang kiếm size cho chị nè. Cái này size 16 nè, 77 kg đến 85 kg nè, 77 kg đến 85 kg nè. Em có con xanh nhớt nè, em có con xanh nhớt size 16 luôn, có con xanh nhớt size 16 nè mấy chị, xanh nhớt size 16 nha. Chị nào chốt xanh nhớt size 16 chốt lên giúp giùm em xanh nhớt size 16 à. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Con này là con dâm, có một con dâm này, có một con dâm yếm 250 ngàn mấy chị, dâm yếm 250 ngàn nha. Con này size nhiêu quên mất mẹ rồi, mất mẹ size rồi. Và con này là size từ 75 đến 85 kg dâm. Chị nào chốt dâm yếm hoa, chốt giùm em dâm yếm hoa. Mấy con này mấy chị mặc hàng ngày, đi chơi đi tiệc sang lắm nè ha. Rồi 70 chị ơi, mỗi chị cho em một chấm được không mấy chị? Thiệt luôn á, mỗi chị cho giùm em chấm đi cho em đỡ cô đơn lạc lõng giữa dòng đời lạc lõi được không? Rồi lên cho mấy chị con đầm hoa size lớn là 250 ngàn, 250 ngàn đầm hoa size lớn. Đầm này của chị Huệ Phương nè, chị Huệ Phương có cái form đầm nè. Thứ nhất là đầm cổ tim nè, thứ hai là tay lửng nè mấy chị, thứ hai là tay lửng nè hả, ba chị cảm ơn ba chị. Thứ hai là tay lửng nè, thứ ba nó là đầm 100 kg. Trời ơi, chế nào mà đúng 100 kg mà vướng hơi cao cao tí ha, mặc con đầm này vô 250 này vô đầm hoa đen. Em nói với mấy chị là bao sang luôn ha, bao sang con đầm này luôn nha mấy chị, bao sang trọng luôn ha, bao sang trọng quý phái luôn. Mặc con đầm này lên là đứng đường y xì luôn đó, y xì luôn ha. Hello mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị con đầm trắng, đầm trắng cũng là đầm yếm nha mấy chị, đầm trắng cũng là đầm yếm, mà đầm này thì size 70-85 kg, 75-88 kg nè. Đầm yếm trắng vải thun la dông 75-85, 88 kg vừa đầm này. Chị nào chốt đầm yếm hoa, chốt giúp giùm em đầm yếm hoa thun la dông nha, 250 ngàn đầm yếm hoa thun la dông.
Dạ chị Phương chốt đầm hoa nè, 250 của chị Huệ Phương nè, 250 của chị Huệ Phương nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị đầm đen. Nè đầm đen size 18 huy nè chị Phương, có chốt không? Đầm đen size 18 huy của chị nè, 18 và 18 huy nha. 18 và 18 huy nha chị nha. 18 và 18 huy ha. 18 huy nha chị nha. 18 huy. Chị nào chốt đầm 18 huy chốt lên giúp giùm em đầm 18 huy. Nè hôm nay mấy chị trúng ngắn này nè. Hôm nay mấy chị size lớn trúng ngắn. Trúng dữ lắm, có con hàng độc nè. Chốt giùm em đầm đen la dông 18 huy. Trời con này xinh quá. Con này 280 mà hơi bị nhức nhối nha. Con này 280 mà nhức nhối luôn á. Chốt giùm em đầm 18 huy. 18 huy la dông. Alo, ai trẻ mấy chị về cho em được không? Alo, alo. Alo, đâu mất tiêu rồi. Nè, lên cho mấy chị con zoom đi tiệc cưới nè. Lên cho mấy chị một con zoom 300 ngàn đi tiệc nè. Coi giúp giùm em phơm rồi dành lộn. Nhưng mà thông báo tin buồn cho mấy chị size nhỏ nha. Con này phải size 85 đến 100 ký. Coi con zoom 300 nè quý vị. Mấy quý vị coi con zoom 300 đi tiệc đi rồi ghiền rồi mê. Đã vậy còn thun lai dông nữa ha. Coi phơm nè. Chết ngừ chưa mấy chị? Dùm á, chết ngừ chưa? 85 đến 100 ký dùm. Trời ơi, thun lai dông nữa nha. Cái này bà Ly Hồ bà có là bà hút liền. Dùm, thun lai dông 85 đến 100 ký mẫu này. Có một con ha. Ai chốt con dùm này chốt lên giúp dùm em. Chết mẹ rồi. Hay khui bao hàng khác nha mấy chị. Hay khui bao hàng khác nha. Lên bao hàng khác cho mấy chị nha. Alo. Alo. Alo 1234. Alo 54321. Nãy giờ chưa bán được cái gì không dám kêu trà sữa luôn á quý vị ơi. Em có một con zoom size 75 kg nè, size dưới 75 77 kg nè. Chị Vòng Ngọc ơi. Phơm của chị Vòng Ngọc nè. Ai chốt vậy? Zoom đen của chị Nguyễn Hồng Linh nè. Nhanh, 300 của chị Nguyễn Hồng Linh. Em có con zoom size 14 là xin ôm zoom này zoom đi ăn tiệc nha. Zoom này là thông báo với mấy chị là zoom đi ăn tiệc ha, 250 ngàn. Zoom này là dưới 77 kg nha. Dưới 77 kg, 70 đến 77 kg. Chị nào chốt zoom hoa, chốt giúp giùm em zoom hoa. Size này là 70 đến 77 kg zoom hoa 250 ngàn. Ha. 250 ngàn. Chị ơi cái set caro quần len trên TikTok chị đăng 75 kg. Từ từ với chị La La Trần em đọc lại. Cái set đầm đồ caro quần le trên TikTok. À đứa nào vô coi dùm đang 75 ký. Cô đặt 4 cái gì trong đó nè. Chị La La Trần nè, chị chụp hình lại chị nhắn tin cho em được không? Nè giờ em chào chị La La Trần nè. Chị chụp hình chị gửi qua đây em trả lời liền cho chị cho. Tại vì cái set là lúc nào nhà em cũng có size từ 60 đến 100 ký hết á chị La La Trần. La La Trần. À có mẹ giảm giá ở trển còn chị. À chị La La cái set đó là em có size từ 60 đến 100 ký nha chị La La Trần. Cái set set áo phối caro. À nhắn tin trong TikTok luôn. TikTok bữa giờ không có tiền về nhân viên. Không mời luôn. Ừ. À gấp tiền ai được. À set đó là 260 ngàn. À 260 ngàn là em bán live nè. Còn ở trên đó chị mua bằng giá nhiêu thì em không biết. Mua được giá nhiêu bi. Ở trên đó nó báo giá nhiêu chị La La Trần? 200 đã vậy. Trời ơi. Em nói thiệt quay ra chưa có giá đó luôn á chị. Ha. Thì cái set đó có size 60 đến 100 ký. Chị muốn lấy size nhiêu thì chị báo em 60 đến 100 ký. Mà chị đặt hàng trên đó đi. Để em giao trên đó cho rẻ chị. Là chị mặc size XL là chị mặc hơi bị đẹp luôn. Mà em nói chị La La nghe cái bộ đó vải bi xuống. Cái lùng bi xuống lấy bộ đó đi. Bộ đó. Em nói chị La La ở cái bộ đó lên vải hơi bị đẹp. Co giãn. Về form, về bộ, về độ dài rất là sướng luôn chị La La ha. Bộ đó nói chung là đỉnh lắm. Riêng bộ đó đó. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Lên tiếp hàng Việt Nam xuất khẩu cho mấy chị. Cái con zoom hồi nãy là size dưới 77kg nha. Con zoom này size số 10 dưới 70kg nè. Và còn một con nữa là size 16 là dưới 85kg. Là dưới 83kg size 16. Dạ đúng rồi La La đặt hàng bên đó để bên TikTok nó giao cho được cái giá bên đó nha. Nha chế. Đây nè, cho chế coi nè La La. Trời ơi, ghiền cái bộ này lắm. May đây là lần thứ 3 rồi nha. May đây là lần thứ 3 rồi nè mấy chị. Ủa,
Đây là lần thứ ba nè, coi bãi nè. Gì đó, nó chỉ lần thứ ba. Biết rồi. Đã không mấy chị? Trời ơi, em nói mấy chị là hơi bị sướng luôn, cưng lắm. Mặc lên cỡ nào cũng gọn hết đó chị. Nè, xếp đẹp cho cô La La đi con. Xếp đẹp lại cho cô La La đặt hàng. À, đặt rồi, ok. Địa chỉ số điện thoại chưa có chưa? Nó có ở trên TikTok hết mà. Có hết luôn. Ủa, chỉ vô chị đặt là có địa chỉ số điện thoại chỉ trên TikTok luôn. Ừ, bi chúng làm bi chị Thu Hà đi. Bi chị La La. Thu Hà, ai lấy áo đây ạ? À? Áo này mặc là 70-85-87kg nè. Áo hơn Phúc Hàng Việt Nam xuất khẩu 140 áo này. 140 nha. Tính ra mấy chị đặt bên TikTok với lại bên Shopee là mấy chị có giá ưu đãi, là mấy chị rẻ mấy chục ngàn một bộ. Cô La La Trần lên TikTok đặt hàng cho tôi. Cô nói cô đặt rồi mà. Cô nói cô đặt rồi mà thôi. Để tối em đăng nhiều mẫu lên cho chị La La lựa nha. Dạ, bộ đen em mới cầm là 260, chị Thúy Huỳnh Thị Thanh. Cái bộ đó đẹp đến nỗi mà em may đây là lần thứ ba rồi đó mấy chị. Không tin về mấy chị bằng thử cái set lên là mấy chị tự ghiền. Em đã may cái set này là lần thứ ba, là tính ra là 120 bộ ha. Tại nhà em bán biết đó, mỗi lần lay may là một ri của nó là 44 bộ. Mà vải đẹp lắm chị. Vải đẹp cực kỳ. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Cái con này là em hút đại nè, mấy chị nhìn nó nhầu đúng không? Nhưng mà thông báo với con này là con đầm rin nè. Thông báo với mấy chị con này đầm rin nha, con này cũng 250.000 rin nâu. Chế nào chốt rin nâu thì chốt lên giúp giùm em rin nâu nha. Chế nào chốt rin nâu thì chốt lên giúp giùm em rin nâu. Rin nâu này khoảng cỡ 70-80kg rin nâu nha mấy chị nha. 250 rin nâu. Tin đi trường đọc trong tin nhắn hả? Nghe người ơi. Ừ thì lấy 4 cái rồi. Đã chưa? Thì chị Thiên Thảo Võ Trẻ lấy 4 cái cho Thiên Thảo Võ Trẻ rồi nè. Kêu chị ơi gì nữa? Lấy chưa? Ủa cái đó lấy cho ai? Mẹ. Con. Đang lấy 4 cái đó đó. 4 màu này được không? Được. Thì 4 màu nào cũng được. Chụp qua báo cổ 4 màu đó. Ủa dễ mà, con này dễ mà. Xét đó mặt đã lắm, không chê vào đâu được. Cho em, chị Thúy Quỳnh ơi, chị muốn mà chốt cái gì, chị phải chốt là áo này kèm với số ký em vừa em mới bán, không vừa em không bán nha. Thật sự là không vừa không bán nha mấy chị. Chứ nói chung là bán hàng cho đổi trẻ, cho nên là cái nào vừa mới bán, không vừa không bán. Đôi khi lâu lâu em bị ho lao thôi. Em nói nghe nè. À, hồi giờ em bán hàng em biết khi gặp cái mẫu đầm này lắm. Em không biết nó là vải gì vậy mấy chị, mà nó đã lắm. Em nói thiệt là nó đã lắm nha. Nhưng mà con này 60-72-73kg thôi. Con này mà của chị Hồng, nếu mà có chị Hồng Thanh Nguyễn là chị Hồng Thanh Nguyễn sẽ hút con này nè. Nếu có chị Hồng Thanh Nguyễn là bà sẽ hút liền. Con này bán cho mấy chị với giá 220 ha. Chốt giùm em con đầm xanh áo 73kg, lấy một con hồng phúc của chị Thúy Huỳnh Thị Thanh 73kg. Dạ, lên tiếp cho mấy chị nha. Lên tiếp cho mấy chị nè. Đây là con dâm mấy chị. Đây là con dâm à. Chị nào chốt dâm thì chốt lên giúp dùm em con dâm. Đây là con dâm hoa cúc nè. Dâm hồi nãy em có lên 250 nè. Cái này size 16 là dưới 85kg nè. Dâm yếm size 16 dưới 85kg. Cái gì vậy? Nó nằm trong bao khác á đi. Cái này là 6-7 cái nè. Thì em kiếm cái bao khác trong đó đi. Thúy Huỳnh Thị Thanh cắt cũ gì đừng có cho số điện thoại đó chị. Thúy Huỳnh Thị Thanh cắt cũ hả? Dạ. Rồi lên tiếp cho quý vị nha. Em có một cái con dâm đen nè. Mấy chị coi cái tay của con dâm đen này nè. Mấy chị coi cái tay của con dâm đen này nè. Nó giống như là tay cánh tiên á. Ha? Nó giống như tay cánh tiên á. Con dâm này mà chị nào size lớn chốt được thì để dành đi tiệc ha. Để dành đi tiệc là thật nha mấy chị. Con này size nhỏ lắm, dành cho những chị bé con 85-100kg. 85-100kg dâm đen 250.000. 85-100kg con dâm đen này 250.000. Có không Bi? Kiếm bao ở dưới thử. Có không? Để chị vô chị biết chị thay cái áo khác nè. Thank you.
tìm trong bao rồi ta, tìm trong bao lộn xộn bên hồi trên đây nè, kiếm phụ bi cái. Chị có bộ đen 73kg không? Có chị, 73kg cao nhiêu lên giùm em chiều cao luôn nha. Lấy XL là được á chị, từ 70 đến 80kg chị lấy XL là được ha. Em có con nằm đi tiệc nè, nằm đá bán với chị 300 là có một con thôi. Hồi bữa có con này màu vàng khách lấy rồi, giờ em có con này là màu, em có con này màu sáng nè. Mà con này là size 12 nha, dưới 73kg. Dạ thông báo với mấy chị là con này size 10, con này là size 10, 12 là dưới 73kg. Mấy chị coi phơm đầm tiệc nè, mấy chị coi giúp giùm em phơm đầm dạ hội 300 nè, phơm đầm dạ hội 300 ha. Đây mấy chị, tay rớt nè nha. Nè mấy chị thấy tay rớt không? Rồi đó chị lấy một cái áo mới, cắt cái bao hàng này ra, chị xuống chị lấy cái áo khác chị thay chị đưa cho khách cho. Dạ, vậy lấy cái bộ caro size XL của chị Thúy Huỳnh Thị Thanh luôn. Dạ đầm đi tiệc áo đang bận một cái. Giờ em nốt lại nha. Giờ em nốt của chị Hạ Trâm lại nha. Hạ Trâm, chị lấy áo ngon chút. Dạ chị Hạ Trâm tí vô cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Để em nốt lại của chị Hạ Trâm là áo ngon cúc nè. Tại vì giờ em kiếm chưa ra mấy chị. Giờ em kiếm chưa ra nha mấy chị nha. Kiếm chưa ra. À, hôm qua em soạn trong kho được 7-8 cái lận chứ không phải là mới đây đâu. Hạ Trâm áo ngon cúc 140. Xem lại đầm đi tiệc 300 của chị bé Trần nè. Đây chị bé, có 300 thôi chị. Chị coi phơm nè. Như công chúa về không thích phơm công chúa thì cứ cắt lên bớt cái ống quyển là được chị. Nhưng mà không có cái giá này. Mà nếu mình đi may nó cũng không có gì chị bé Trần. Nếu mình đi may nó cũng không có cái phơm này nha. Nó không có được cái phơm như hàng Việt Nam xuất khẩu đâu. Ở ngoài nó đính đá cho nên ở ngoài mấy chị rờ nó xì cộm. Nhưng mà ở trong nó vẫn lót khung lai dông cho mấy chị. Cho nên mấy chị mặc rất là xuống và thoải mái. Có cộng dây cột. Nếu về không thích mấy chị cứ cắt lên tới đây. Là cắt tới ống quyển là đẹp ha. Cắt tới ống quyển là ok con đầm này nha mấy chị. Nó dài rồi đó chị. Nó dài phủ gót luôn. Nó dài qua mắt cá luôn á chị. Ha. Dài qua mắt cá luôn á chị. Nhưng mà không thích thì về cứ cắt tới ống quyển nha. Đặt nước miếu. Một ly. Rồi mẫu đầm công chúa hồi nãy là mấy chị chưa chốt nè con. Em để qua coi. Hai ly nước mía. Gì nữa? Ủa không ai uống vậy? Anh Tư nữa, ba ly, bốn ly. Ba kiện nước mía, cái lụt kiện mía không ai uống thì thôi. Chưa gọi lụ đạn luôn. Lụ đạn á. Chồng chị đó. Dài á chị. Mà uống vậy. Xin ảnh ly trà đá lớn, mấy cái hồi bán ly trà đá lớn. Cái đầm này nè, là hồi nãy chị, hồi nãy chị Huệ Phương lấy còn một cái nè. À, nhưng mà size lớn nha. Cái này size lớn. Chị Huệ Phương lấy còn cái hoa size lớn. Rồi lên tiếp quý vị ơi. Lên tiếp bán chậm thì từ từ bán. Xin địa chỉ số điện thoại chị Hạ Trâm chưa? Nè em có một con mẫu đầm đi tiệc. Xin ly trà đá luôn. Bán ly trà đá luôn. Một ly. Nè mấy chị. Size 16. Một con.
size 16 với chị thấy giống áo dài không? Trời ơi, chế nào mà vừa là hốt liền nghe. Mấy chế ơi, nó giống y chang áo dài luôn á mấy chế. Xinh không? Trời ơi, xuất sắc không mấy chế? Hơi bị đẹp nha. Trời ơi, chế rồi chốt liền, chốt ngay giùm em. Chết mẹ rồi. Đây là cọng dây cục bụng nè, nó có dây cục bụng cho mấy chị nữa ha. Rồi đây, size 16, 76kg đến 82, 83, 84, 85kg. Chị nào chốt đầm kim tuyến, chốt lên giúp giùm em đầm kim tuyến size 16 nè. Đầm kim tuyến size 16 nha. Để lâu đây cái đầm mẹ trang áo dài luôn. Tiếp tục nè mấy chị. Hôm nay có mấy con hàng đỉnh lắm. Em nói thiệt, hôm nay có mấy con hàng đỉnh hơi là đỉnh luôn. Con này size 16 luôn nè. Con này size 16, con này là biết form của ai à? Form này là form của form này là của form Lan Mùa Thái nè. Form này là 350 nè. Form này là của Lan Mùa Thái nè. Đó, bả mê mấy cái mẫu này lắm. Bả mê lắm lần mà nó là ôm body nữa ha. Con này là ôm mẫu này là ôm body nữa ha. Con này 350 nữa nè. Con này 350 rồi nè. Đó. Để mấy cái này riêng ra. Tại mấy cái này là có người đặt rồi nè mấy chị. Giờ mấy chị chụp hình là quăng lên là nó hốt thôi, nó hút thôi. Gu của Mỹ. Gu của Mỹ, gu của Lon Mùa Thái á. Nè, tiếp tục nè. Tiếp tục nè. Đầm này là đầm giống áo dài nè. Đầm này cũng size 16 luôn. Đầm này giống y chang form áo dài nè quý vị. Y chang form áo dài luôn nha. Đầm này là mấy cái đầm này là 350 á, mấy cái đầm mà có kim tuyến đá đó là 350 hết nha mấy chị. 350 hết ha. Rồi tối nay like sao ta? Hình như ông Facebook ổng không cho mấy chị comment hay sao á. Hai đứa coi có ai comment không vậy? Thôi cái đó ba mày đừng nói tao. Bị cảm rồi đó. Uống thuốc đi. Bây giờ anh cảm nắng hay cảm nàng? Nếu cảm nắng là hai viên trắng viên vàng. Nếu cảm nàng hai viên vàng viên trắng. Nếu cảm em mà về đập đầu từ từ chết mẹ. Ở với con này mệt lắm. Ai sao lật ngửa không? Mua thôi chứ đâu dám uống. Mua thôi chứ đâu dám uống. Lấy cái đó đi, đi tập ấy được. Cái gì vậy? Tôi đóng em cái gì vậy? Vì đóng đầu chống. Gì nghỉ đi. Tôi đóng chuẩn bị nhận lương cái gì nghỉ đi. Lao động là vinh quang. Chuẩn bị nhận lương á bây giờ. Trời ơi, giờ mới thấy chào chị ruột quá. Ờ, chào một cái cho nó lên tương tác cái. Sao nó đứng im mấy chị bữa nay làm như là hết muốn nói chuyện với em rồi đây. Em có con đầm sơ mi la dông nè. À không phải đầm sơ mi. Cái con đầm này nè mấy chị coi nè nha. Mấy chị lấy cái con thằng lằn bên này. Lấy em đầm body. Mấy chị trò cột với con thằng lằn bên này. Nó ra cái đầm sơ mi đẹp lắm ha. Đầm body của ai vậy? Tiến Trần bán liền. Tiến Trần. Con đầm body đẹp nè mấy chị. Có thằng con nè. Má thằng Lo nó thích, nó thấy con đầm này nè nó mê lắm chị. Nè. Chị coi form nè chị bé Trần. Xinh nè. Xinh quá trời luôn. 350 của chị bé. Ờ vậy đi chị chốt cho em đỡ tuổi thân nha. Đồng ý em biết em bán ế rồi đó. Nhưng mà chị chốt lên cho em đỡ tuổi thân lạc lỏng nha. 250 nha. Chốt giùm em đầm xanh coban. Đầm này size khoảng cỡ từ 75kg đến 88kg. Xanh coban 250 nha. Xanh coban. Ai chốt xanh coban chốt vô lên giúp giùm em xanh coban. Xanh coban 250 nha. Một size à chị. Nhưng mà chị vừa. Chà, bà riêng nằm này mà bụng bự là nó cái kim tuyến ánh nó bị lấp cái bụng chị luôn rồi nha. Thôi à, hồi bữa giờ á, cái con đầm này mấy chị thấy size 10, 12, 14 thôi thì hôm nay em lượm được con 18. Và nếu chị Huệ Phương hay là ai đó từ 90, từ 85kg đến 100kg hút thì làm ơn tranh thủ hút nha, đầm này 250 nè. Hổm giờ nó đâu có size 18 mấy chị. Dạ thông báo là hổm giờ con đầm này em không có size 18 nha. Dạ thông báo với mấy chị là con đầm này hổm giờ nó không có size 18. Đây ha, nó không có size 18. Size này á em nói mấy chị nghe, mấy chị 100kg đừng lấy nha. Mấy chị 100kg đừng lấy. Mà tại vì sao nó ở sau nó không có dây kéo, khi đó mấy chị chồng mấy chị cứ kéo xuống. Tại vì nó là la dông, cỡ nào nó cũng vừa hết á. Đầm này nếu mà đẹp thì từ 80kg đến 95kg nha. 80 đến 95kg. Mà cái đầm này đặc điểm
biểu của con đầm này là mấy chị biết sao mặc được hai mặt. Một là mấy chị mặc mặt hoa, hai là mấy chị mặc mặt đen. Đó, mấy chị mặc mặt nào nó cũng ok và nó super siêu hết á mấy chị ha. Cho gì anh? Bà mua hồng trà ổ bánh mì cúng ông Facebook đi để ổng tương tác lên view. Hồng trà cũng tao thèm, bánh mì cũng tao thèm nên thôi. Hai món nó tao thèm. Cho anh xem nằm đi tiệc kim tiếng đi. Thu Hà nhiêu ký, chị Thu Hà báo giùm em số ký đi, em cho qua lại. Con này mà bữa giờ hầu như không có cái size nào 16 với 18 nè. Bà bữa nay lộn con 18, 250 đầm hoa ấy. Ai chốt 250 đầm hoa chốt giùm em nha. Đây em cho chị qua cái phơm đầm. Y chang áo dài luôn chị. Y chang áo dài luôn nè. Xuất sắc chưa mấy chị? Ôi má để dạy size 16 nữa ha. Ôi chết người chưa. Em nói với chị là không có một cái điểm si luôn nha. Không có một cái điểm si đầm này luôn ha. Alo. Alo. Ờ có hai đứa con nó chọt tới chọt lui thôi á. Ủa anh gọi nước mía chưa anh? Vậy anh đưa em ly hồng trà uống mía rồi vậy. Cái nãy giờ ông nói cái gì vậy? Cái gì bên đây cuốn Facebook rồi ông kêu thăm giữa tuần? Ông đang nói vụ một tí hả? Trời ơi, ta đang bán ế, ta tập trung vô đây, ổng có cái gì thăm nữa giữa tuần, thăm giữa tuần. Đang bán ế nha, đừng chọc như vậy nha. Ủa lộn á. Hết muốn cắt đồ luôn á trời. Thiệt chứ. Bạn ế mà hai con điên rồi nó thả mặt cười rồi chắc con quýnh chạy không kịp quá à. Em có cái bộ này nè. Dạ em có cái bộ 300 nè mấy chị. Nó là cái bộ đá nha. Thiệt sự là không biết là khách có chuộng hay không. Nhưng mà nếu mà em nằm ở tuổi mấy chị á. Tại vì do em 40 rồi mà em nhí nhảnh, cái độ nhí nhảnh em nó cao quá. Chứ thực sự cái độ nhí nhảnh em nó không có cao quá là em chốt cái bộ này nè. Em không biết vì sao mà cái bộ này nó sang chảnh lắm. Mà nó chỉ có đúng size 16 thôi mấy chị. Nó đúng, nó đâu rồi, lây bệnh cho bác Tư tiếp rồi. Con Bi vậy nè. Lây bệnh nữa, đó uống thuốc đi. Qua lấy ti là lo uống đi. Hai viên trắng, viên vàng. Còn cảm nang là hai viên vàng, viên trắng. Đây. Thông báo là bộ này size 16 nha. Bộ lai dông 300 mấy chị coi vải nè. Mấy chị coi bãi bộ la dông nè. Ha, à, quần la dông nha. Quần la dông nha. Coi áo nè. Áo này ở ngoài cái áo khoác nha quý vị. Đây. Chết chưa, chết chưa. Nè, coi áo đá nè. Đã không? Bộ này 300. Bộ này size 16 mấy chị là từ 77kg đến 85kg. Trời ơi, chị nào chốt bộ này là em nói mấy chị là sao ta hơi bị đỉnh. Bộ này là dùng từ là hơi bị xuất sắc đó mấy chị. Không có một điểm trừ gì cho cái bộ này đâu nha. Bộ 300 này nè. Không có một điểm trừ cho bộ 300 đâu ha. Chị nào chốt bộ 300 chốt giùm em bộ 300 nha. Ai ăn? Anh ơi đốt, đốt phùng lông đi anh. Đó đốt phùng lông đi cho hai đứa nó thả vịt thả chó tùm lum hết nè. Bỏ xuống em. À, từ từ. Trước khi bỏ em lên cái đầm công chúa cho chị xong lúc lúc bây giờ lúc đó. Cháy lên đi lửa đi chồng đi. Chồng đốt và cháy lên đi lửa thiêu cao nguyên còn hai đứa con thì chồng đốt thì thiêu linh linh điện linh còn hai đứa con thì cháy lên đi lửa thiêu cao nguyên. Á à, thì cái nhà ác khùng ác nhơn ấy, trời thèm chứ. Nè, ấy là để lên cái đầm công chúa cho chị Song Anh chị chốt rồi qua cái bao hàng Quảng Châu. Nè, chị Song Anh coi nè. Trời ơi, coi đầm công sở nó làm đẹp không chị? Trời chết mẹ rồi. Chết nhỏ dưới ghe rồi mấy chị, coi nè. Nhưng mà số lượng ít lắm nha, size 14 nè. Size 14 dưới 75kg nè, size 14 nè. Trời ơi, đầm công chúa. Đẹp quá à. 14 nè ha. 14, trời ơi, lên đồ mới không luôn á trời. Thiệt chứ. 14 nè. Mười sáu nè. Hai cái 16, một cái 14 nè. Hai cái 16, một cái 14 nè. Nha. Rồi đây lên tiếp nè.
Ở đây có con nè mấy chị. Có con là màu lè lè nè. Đây, có con màu lè lè size 16 mấy chị ơi. Trắng của chị sau này có con màu lè lè nhưng mà size 16 nè. Xinh không? Thôi chế nào mà 75 đến 84 ký chốt với con màu lè lè màu tám này đi. Có con size 14 của chị xong anh để coi thì có 12 em thì chốt. Còn có chốt 14. À đúng con 14 à. Nè, 14 của chị xong anh nè, 350. 14 của chị xong anh nè. Đó, ta biết ngu luôn, em biết ngu luôn. Còn lại size 16 nha. Bà nội cha cái con 8 kia để dành đi ăn tiệc cũng cưng nha mấy chị. Chút nữa gì em chụp hình xong em cũng cất à. Em nói thiệt. Chút gì chụp hình xong cũng cất à. Rồi có một con nè. Có một con này size 18Q là size của chị Huệ Phương nè. Chị Huệ Phương nếu mà mình chưa có con đầm thì mình nên chốt nha chị Huệ Phương. Em nói thật lòng luôn, ở đây là đầm cỡ tuổi chị là mặc lên bao đẹp luôn. Thứ nhất nó là la dông. Thứ hai chỗ đây nó che phần bụng phần ngực rất là tốt. Thứ ba cái này là cái tay. Thứ tư là hàng ý yên mua rất là chất lượng, 250.000 hết. Đó, chị nào chốt thì chốt lên giúp em nha. 250.000. 250.000 đầm tím. Ai chốt đầm tím 14Q chốt lên giúp giùm em 14Q. Em nói thiệt mấy chị đó, tối nay em chụp em đăng lên nó cũng hết. Mà tại vì chốt like nó vui hơn, chốt bài viết. Chốt like nó vui, chốt bài viết nó không có vui. Chốt TikTok Shopee thì mấy chị được cái giá nó hơi mềm hơn nữa. Hai bay tranh thủ coi TikTok với lại Shopee đi nha. Coi được có ai đặt hàng không nha. Rồi. Tối nào cũng vô coi chút một ngày coi ba lần đi, lỡ ngày đó người ta đặt, người ta bị vượt trội, ta đặt sao? Cho em xem lại đồng công chúa, meo nhiêu ký hả? Rồi lên nha mấy chị, tiếp đầm công sở nè. Đầm công sở nè mấy chị. Đây, đây là đầm công sở nha. Mấy cái đầm này thì tối nay em mặc lên mấy chị mới biết cái form nó đẹp lắm. Ha. Dạ mấy chị ơi, nhớ người nào cũng nhịn ăn một hai bữa cà phê, nhịn đi ăn quán rồi nhịn một hai bữa cà phê Hùng Phước với em. Mua mì tôm cho mấy cụ già nha mấy chị nhớ nha. Cái trời ơi má là trời đánh hay gì vậy trời. Đầm này mấy chị, đầm đỏ. Đầm đỏ là 280 hay 300 gì đó. Ai mua từ từ báo giá, 75kg hả? Đầm tím bao nhiêu ký vừa chị? Đầm tím nó size lớn nhi. Size nó cũng phải từ 83kg trở lên tới 100kg. Chị Thu Phương hỏi shop mình live stream mấy giờ, cứ vô trả lời nè. Trắng 14 xem lại. Trắng 14 hết rồi. Trắng 14 còn con nè. 75kg nè. Trắng 14 còn đúng một con. Đây, trắng 14 còn đúng một con thôi nha. Còn như 16 cho chị coi gần nè. Cho chị coi gần nó giống như công chúa nè, ở trước đây ngọc trai nè. Em nói chị là y chang công chúa luôn ha. Y chang công chúa luôn mấy chị đây nè. Đây ha, form này là form body nè, đã không? Trời ơi nói thiệt á, có tiền đi may một con đầm như thế này, đầm trắng như thế này không bao giờ được. Mà hàng Việt Nam xuất khẩu thì nó lại may hai lớp. Cho nên mấy chị có bụng bia, bụng bầu, bụng ba ba, bụng bò gì đó thì mấy chị không bao giờ thấy được cái bụng. Đây vậy á mấy chị ha. Chỉ còn đúng một con trắng 14 thôi, còn lại nhiêu 16 nha. Còn lại nhiêu là đầm size 16 hết nha mấy chị nha. Đầm size 16 hết ha. Rồi đầm đỏ nè. Em lên cho mấy chị, hồi nãy có một cái con đầm hoa ừ. Lên cho chị Song Anh con này nè, chị Song Anh giật liền nha, 250.000 đầm bi. Chốt cho em. Chốt cho em gì? 14 chốt cho em nè, 14 con đầm đó giờ còn 16 rồi Linh Hồi à. Nhưng mà 16 nó có con màu xám đẹp lắm Linh Hồi. 350. Nè, 16 nó có con xám nè, bé chốt hàng giống chồng. Nè. Trời ơi nó có đúng màu này duy nhất luôn. Đúng một màu. Ê, coi nè. Ờ, cái phone này nè chị, nó làm đẹp lắm. Nó làm mình không có thể chê được đâu. Bây giờ trắng còn 16 nữa hả? Đây rồi, chị họ hết nè. Trang Nguyễn giờ làm bill mới đi. Tới ngày mốt là bill bả 3 triệu lại. Qua mà. Có chiều lên đó hả? Có lên rồi. Tranh thủ cho nổi đi. Đúng rồi. Đầm trắng 16 bao nhiêu vậy? 350 chị. Bây giờ chỉ còn 16 thôi meo meo.
Nếu mà meo meo 75 kg, meo meo mặc 16 là nó hơi thoải mái một tí xíu thôi. Nó hơi thoải mái một tí xíu thôi. Bị nè. Hơi tí xíu thôi, hơi thoải mái một chút xíu thôi. Nó không có size nhỏ. Ok chị Mỹ Trinh nè. Chốt màu trắng cho meo meo ha. Trời con này meo meo về mặt. Trời ơi, ta nói như công chúa ha. Cầm một cái ví cầm tay nữa. Rồi meo meo là cầm cái ví cầm tay đá nữa meo meo. 350 của meo meo nè Bi. Anh ấy ơi. Nhờ đốt phong long á. Ta biết sao kêu anh ấy. Facebook của anh ấy, giờ chốt 16. Lấy áo khoác mà vô lạnh nó nhảy mũi á. Bà bệnh quá bệnh đi bà nội, bà để tôi sống với. Bà để tôi sống với bà nội nha. Bà làm ơn bà để tôi sống với bà Trang đẹp hết chị Hường mà nó không có size nhỏ. Em lên cái đầm bi 250 này này là chị xong anh phải giật lên giường nha. Nè, đẹp thôi mấy chị. Mình mà chồng cũng có thương yêu á mấy chị. Mình bị trầm cảm mấy không. Ủa gì mới đưa ly trà đá bỏ đâu rồi. Đó. Ở dưới được con. Coi tranh thủ chốt cái đầm trắng nha nè. Lên cái đầm bi nè. Em biết cái gu này là cái gu của chị Song Anh luôn. Em hứa với mấy chị luôn, cái gu này là gu của chị Song Anh nè. 250 ngàn nè. Mấy chị coi form nè ha, coi tay nè. Coi tay nè. Ở dưới cột hai bên nè, mà vải nè. Ôi, gu này là gu của chị Song Anh nè. Dưới 73-74 kg, đầm bi 250 ngàn. Nè, cho coi gần nè. Ai chốt đầm bi 250 ngàn, chốt mau, chốt lẹ mấy chị ơi. Đầm bi 250 ngàn, 250 ngàn đầm bi. Chế nào chốt đầm bi, chốt lên giúp giùm em đầm bi 250 ngàn nha. Trắng 80 kg là trắng 80 kg là y như rằng may riêng cho chị Như Ý luôn á chị. Size đó là size 16 là size của chị á nha. 350. Ai chốt đầm bi, nói chung là dưới 75 kg này làm ơn chốt giùm em đầm bi gấp ha. Chốt gấp giùm em đầm bi 250 ngàn. Chốt bi của Linh Hồi nè. Để chốt không lại người ta rồi chốt bi được rồi, chốt bi nữa. Nuôi bi không? Nuôi bi không? Nuôi chị. Nuôi bi không? Nuôi bi tốn tiền. Mai dễ ăn dễ mặc dễ ngủ lắm mấy chị. Dễ ỉa lắm. Đúng rồi. Ỉa lần nửa tiếng. Dễ ỉa nè chứ. Ai có chỗ nào chị nào mà đẹp quá. Chỗ cũng nhỏ chỗ lén á. Có cái chị nào mà giờ này mùa của chị là mùa đông không lạnh của Caria Tan không mấy chị? Đây, mùa đông không lạnh size 100 kg. Mùa đông không lạnh nha. Nè mấy chị coi nè, nó làm 2-3 lớp. Nhưng mà mấy chị biết tại sao em lấy con này không? Tại vì cái form 100 kg mà nó may rất là đẹp nè. Ha, cái form 90 đến 100 kg mà nó may rất là đẹp ha. Con này 250 ngàn. Nhưng mà chế nào mà chỗ là mùa đông không lạnh làm ơn hút cái con đầm này đi. Nó cũng không nóng lắm. Gì vậy mày? Chốt em trắng chứ. Ai chốt em trắng? Chốt em trắng. Đầm trắng mặc vô cái mang đôi giày. Nhiều dây má ơi. Không mang đôi giày. Kỳ chốt đồ kỳ mang đôi giày nhiều dây. Đó là đôi đó xăng đan là để mang với lại những cái bộ đồ tin. Còn mà mặc cái đầm trắng này nè, mang với lại cái đôi 3 phân. Mang lại với lại cái đôi 5 phân đá đó. Mang với lại đôi 5 phân đá, nếu chưa chốt đôi 5 phân đá chốt thêm nha. Dạ chốt em, chốt chị Như Ý Huỳnh Nguyễn. Cái đầm này nè, là chế nào mà 90 đến 100 kg làm ơn mua. Làm ơn thiệt á, chứ cái vải nó đẹp dữ dàng lắm nha. Cái kiểu cái vải nó là đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi á. Anh ta là... Rồi lên đầu thì cút cho hết đi. Rồi lên hàng Quảng Châu mấy chị, mấy chục 90 triệu ngồi trao chờ em nha. Rồi lên tiếp nè. Em đưa cái con mẫu đầm đá này lên là mấy chị sẽ mê. Em hứa luôn á. Hứa là em đưa cái mẫu đầm này lên mấy chị sẽ mê tít thò lò luôn. Mê tít lỗ đít luôn. Đây nè. Đây ra mấy chị. Coi giúp em nha, xin không. Trời ơi, coi form nè. Coi gần form nè. Ta nói trời ơi. Sao ta diễn tả, sao ta. Đâu có mẹ đâu diễn tả. Không có mẹ gì để diễn tả về cái đầm này luôn á mấy chị. Ba
350.000 coi nè. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Rừng cọ đồi chè tèo tiêu tiêu tiêu. Chốt giùm em đầm kim tiến. Mà con này nó cũng không có sai. Con này thời chiều gom hết kho nó cũng có sai mấy chị. Nó không có sai nha. Nó chỉ có sai 16 à. Hát nhân nó có sai 16 rồi nha mấy chị. 16 nè. Ừ, 14 nè, 14 nè, một con 14 nè. Hai con 14 nè. Ba con 16 nè. Hai con 14, ba con 16 nè. Hai con 14, ba con 16. Trắng không còn sai 14 tiếng ơi. Giết chết bà. Vừa phải thôi, bù đôi giày lẻ hả? Cũng được, đầm trắng má mặc vô. Cái mang đôi giày, ờ cái đó đọc rồi, khỏi đọc nữa đi. Khỏi đọc đi. Rồi. 14 là size dưới 75, 76, 77 kg tùy cái vải đó Nhi vỏ ơi. 14 là từ 70 đến 76, 77 kg. 14. Còn à đây nó cho à, nó cho hai cục giấy hả? Còn à, nói chung là nó nằm ở dưới cái vòng leo lý đó đó, 14 ha. Rồi lên tiếp đầm xanh sơ mi 300. Nắng vừa lên em đi mẫu giáo, em đào trong chân em nghỉ. Cái dòng mà lộng bông, tin chưa? Thấy vải đẹp chưa? Ôi xuất sắc chưa? Màu ở ngoài lấy mấy chị nhìn mê lắm. Đây, xanh nè, đẹp chưa? Xanh 300 size 14. Xanh 300 size 14 nha. Hello Phương. Xanh 300 size 14. Size 14, xanh 300. 14 này có mấy cái á? Xanh 14, xanh 12 nè. Chị Song Anh ơi, xanh 12, 300 nè chị Song Anh ơi. 10, 12, xanh 300. 300 quẹo lựa. Size 16 nè. Size 16 là dưới 85, 87 kg nè. Hello, hello. Ô lé. Trời, bữa nay nói chuyện có mình em ngồi em nói chuyện mình em luôn. 14 nè. Ai có thể ngài nhẹ đầu dây nói chuyện với em được không? Hồi nãy em Phước đốt phong long bán được 4 năm cái đầm, giờ chẳng lẽ vô đốt tiếp chứ. Giờ chẳng lẽ đốt khói đốt lui rồi chửi long luôn, khỏi nói chuyện luôn chứ. Bây giờ thôi kệ mẹ đi, giờ em bắt đầu em bán đầm rin đi. Đầm rin mỗi mẫu có một cái thôi nha. Đầm rin là thông báo với mấy chị, đầm đẹp mà size nhỏ không. Dạ, cái xanh đẹp quá hỏi chị ha. Cái xanh đẹp quá, chờ lên đầm rin nha. Đầm rin 350 nè. Thôi đầm rin nè. Dễ giàu thì kiếm con đầm rin co giãn đẹp như thế này. Đầm rin con ong. Đầm rin con ong. Đầm này chị vỏ phúc mặt dừa nè. Cho thuốc dây em ơi. Gì làm mất hả? Nãy chưa ai đụng nữa gì luôn. Sai giờ. Năm nay thời tiết tào lao lắm chị ơi. Năm nay mùa màng là thất bát. Gần tháng 1, tháng 2, tháng 3 ngoài em là nắng, nắng ỉa quần luôn. Bây giờ thì mưa, mưa mà cuốn trôi tàu thuyền luôn. Ruộng vườn thì hư, bão bùng thì lục lội. Chán. Lạng sơn, lạng sơn. Bay tàu. Cái đầm này là chị vỏ phúc dừa nè. Dòng vú dưới 101 nè. Dòng vú dưới 101 vỏ phúc dừa. Đầm này là 350 ngàn. Chốt giùm em đầm con ong. Xuất sắc không? Xuất sắc chưa? Đầm con ong. Size này là size từ 60 đến 75 kg nè. Chốt giúp giùm em đầm con ong. Rồi nghe nói có cái bụi xe chốt. Đầm con ong. Sao tự nhiên giờ nhớ tới bụi xe vậy? Ai chốt đầm con ong, chốt lên giùm em đầm con ong. 350 ngàn. Rồi lên tiếp nè. Đầm này không có cọng dây rồi, để từ từ kiếm có cọng dây thì bỏ ra trẻ mình. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Chốt giúp giùm em đầm rin đá. Trời ơi. Ai sai nhỏ là trúng mắng rồi trời ơi. Trời ơi là trời ơi. 350 trời ơi. Bán ơi thấy mẹ trời ơi. Dòng vú dưới 101 luôn nghe mấy chị ơi. 60 đến 76 kg thôi ha. Từ 60 đến 76 kg là nó mới vừa cái dòng leo lý của cái đầm này lượng nghe mấy chị. Chốt giúp giùm em đầm đá đi mấy chị ơi. Đầm đá này có cọng dây nè mấy chị ơi. Ai chốt đầm
để chốt lên giùm em. Em bà đây nè. Cái bộ bà để nó lớp. Nó cái cọng dây á. Đây nè. Nàng đã mang tên loài họ nuôi chân. Giọng có cái đồng gì không có cọng dây trẻ lại đi. Ngay cho anh Bình nè. Bỏ bà đây. Rồi im lặng nữa rồi. Rồi im lặng nữa thôi. Tôi cục hàng giá rẻ xuống đi. Cục hàng giá rẻ đi. Anh cái này trả nhập bên hả? Chốt lên giúp giùm em. Mấy
ngồi xuống đi bạn, xích đu và ly. Xích đu và ly, xích đu và ly. Rồi lên cho mấy chị mẫu gì đây nè, em chưa biết nó là mẫu gì. Em chưa biết nó mẫu gì nha. Nhưng mà lên được cái hai cái của chị Lê, Lê Diễm Chi lấy đi con. Lấy cho cô Lê Diễm Chi đi. Rồi. Bán nhẹ cho mấy chị bộ này 120 nè. Rồi, có phải trúng mánh chưa? 120.000 bộ Dior xanh. Ha. Xin nha mấy chị, em thấy được á 120.000 là em thấy giá được đó nha. Coi quần nè. Đó, em thấy quần váy nè. Trời ơi, bộ này mà bán 120.000 em thấy ổn à. Nha. Dior chân váy quần ha, màu đẹp đó, màu xinh nhớ. Bộ này size 60kg đến 85kg vừa nha. Bộ này chị thương tồn mặc thì cái quần hơi bị kiểu như bị trẻ đó ha. Cái này là chân váy quần xè nè. Rồi chốt giùm em bộ 120 ha. Bộ 120 chút lẹ đi nha. Bộ này ít lắm ha. Hai cái 70.000 là hai cái 130 đó. Dạ. Chị thương tồn lấy gì ạ? Chốt giùm em bộ xinh nhớt nè. Ai chốt xinh nhớt 120, chốt giùm em xinh nhớt 120. Chốt lẹ bộ đó đi nha, nó nhiều mẫu lắm. Ai chốt xinh nhớt chốt lên giúp giùm em xinh nhớt 120. Xinh nhớt 120. Nói tối nay mà em cúp like cái em đi làm đĩ với mấy chị chịu trách nhiệm với cuộc đời em luôn á, nói cho biết á nha, nói cho biết luôn á. Đi yên đo thử phần ngực bao nhiêu. Dạ ok chị. Dạ chị thư tồn chốt cái gì mà giờ o do với chị. Chị thư tồn mà chị chốt cái gì mà giờ o do ấy. Bộ xinh nhớ. Dạ bộ này là dòng ngực 120 rồi chị. Dòng ngực 120 lần nha. Xinh nhớ 85kg nè. Anh nhớ 85kg của chị Dung Tô nè. Hồi sáng chị Dung Tô rồi kiểm tra hàng anh Phước nói, ủa chị Dung Tô mua mấy piu rồi mà sao kỳ vậy ta. Ồ, kỳ vậy ta. Rồi lên tiếp nè, cũng vậy á. Cũng xanh nhớt luôn nghe mấy chị. Cũng xanh nhớt gu xì nè. Chốt giùm em xanh nhớt gu xì. Vải đẹp lắm mấy chị, 120 ha. Xanh nhớt gu xì. Ai chốt chị xanh nhớt gu xì. Con này quần váy á mấy chị, cho nên mấy chị mặc dễ thương lắm luôn á. Rồi 120.000 tối mới lùng chụp cái hàng này nè để lên bán nè. 120.000 xanh nhớt bạn chị nhận nó. Giờ chị đi đâu hả? À, đi ở hả? Rồi chị thư tồn lấy lại đi o gu xì được không chị thư tồn? Chị thư tồn lấy đi o gu xì được. Lấy tự nhiên lấy đi o gu xì. Lấy xanh nhớt gu xì nha chị. Nè xếp lại cho chị thư tồn nè. Thư tồn xanh nhớt gu xì. Dạ thư tồn xanh nhớt gu xì. Rồi em lên cho mấy chị một cái mã vừa sắp nè. Ôi bé lùng chụp hình đây nha con. Nè mấy chị, chốt giúp giùm em là vật sáp nha. Nè đổi cái bộ này cho chị Dung Tô này. Tại chị Dung Tô cũng hơi lớn rồi. Mua nhiều quá chuyển địa chỉ. Dạ ok chị. Đây nè. Em đổi lại ở lộ, xin lỗi, em đổi bộ này lại cho chị Thu Tôm nè. Tại cái bộ này mặc nó nở trẻ trung hơn. Nè đổi đi. Đổi cái bịch đi ơi. Thư tôm hay là Dung Tô? Thư tôm. Thư tôm. Thư tôm, thư tôm. Thư tôm, thư tôm. Xanh gu xì vòng 1 cũng vậy lấy chị bộ. Dạ, vòng 1 nó y vậy á chị. Vòng 1 nó y vậy nha chị nha. Nè, gu xì nè. Gu xì của chị Thanh Thảo Nguyễn nè. 120 của chế Thanh Thảo Nguyễn nè. 120. Dạ, để em đổi cái gì mà. Tại, nè, không phải là vì chị kia đặt mà em đổi đâu nha. Tại vì em còn rồi nha chị. Chứ chị đừng có nghĩ vậy rồi em bị trũng thương nha. Nè em, mấy chị ơi em có bộ gấu nè. Mấy bộ này mấy chị mặc được nè ha. Em có bộ gấu nè. Chế nào chốt bộ gấu, chốt lên giúp giùm em bộ gấu nè. Cưng chưa? Bộ gấu vàng ngủ đông nha. Cũng 120. Nói chung là lòng dòng ngực là 120 bình thường mấy chị. Tại vì mấy cái này là nó may theo phông lọng á mấy chị ạ. À. Nó may nè, chân váy quần nó may cũng đẹp nha. Chân váy quần hàng này nó may cũng đẹp mấy chị ha. Chân váy quần hàng này may cũng đẹp. Rồi 120 bán được không em? Rồi đi Mỹ rồi. Rồi nhớ Hương rồi. Ngày sinh nhật của người ta lẳng lặng bay đi Mỹ Hương rồi. Rồi bỏ anh Tư ở đây không biết ai nuôi được. Em chừng đóng. Từ ngày chị đi tới giờ em bán vừa đứng đường mới đủ kinh phí nha chị. Bê Trần gấu nè. Lina ơi gấu ngủ đông hả Lina? Vật pháp cũng còn nè. Gấu nè, gấu ngủ đông của Lina nè. 120 của Lina Nguyễn nè. Vải đẹp lắm mấy chế. Dạ bộ gấu của chị Tường Vi Lan nè. Em không có gấu nằm mà em có gấu đứng được không chị?
cô có một cái bịch kiểm tra lại. Nè em có gấu này được không chị Vy ơi? Chị Tường Vy Lam lấy gấu đây nha. Lấy gấu đây giúp em nè, Tường Vy Lam nè. Tường Vy Lam nè, 120 ngàn của Tường Vy Lam nè. Dạ đợi em coi thử còn màu khác không nha chị Nguyễn Kim Ngân. Còn không còn thì đợi em về hàng tiếp theo nha. À, rồi chị Nguyễn Quyền nè. Nguyễn Quyền nè, bộ gấu đây nha chị. Bộ gấu đứng nha. Nguyễn Quyền nè. Có áo khoác 90kg nào đẹp không? Trang tơ vét tay bùi. À, có áo khoác nhung đỏ với lại màu bò. Có size 90kg mà form nó phân rộng. Cô Tùy còn bộ nè. Cô Tùy còn bộ nè. Lila, Lila lấy luôn ha. Lila 120 nè con. Còn Trang đợi chút nha. Rồi xong lên cục hàng này cái có màu khác. Chờ em chút mấy chị. Rồi em còn hai bộ. Một bộ vừa sát cái logo bên vú nè. 120. Một bộ vừa sát logo bên vú ha. Với lại một bộ nè. Với lại còn một bộ nữa nè mấy chị. Bộ đây chữ lưu ý được vào tông. Đây lưu ý được vào tông nè. Đã lưu ý được vào tông. Và bộ này là lưu ý được vào tông. Bộ này cũng 120 nha. 60 đến 85, 90 tỷ là tùy dạng là vừa hình lớn hết rồi à. Lưu ý được vào tông nha. Đó ai chụp lưu ý 78 tỷ chưa chị nha. 78 tỷ chưa. Ai chụp lưu ý được vào tông chụp giùm em lưu ý được vào tông nha. Còn một bộ lưu ý được vào tông. Và một bộ mà vừa sạch vũ nha. Vừa sạch nó mọc ngay vũ. Còn hai bộ đó mấy chị ơi. Ai chụp chụp giùm em hai bộ. Hai bộ vừa sạch vũ nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Bộ này là bù loáng. Đi đâu đi? Rồi nghe nói chuyện cho đi. Tối đừng chửi sao mà em nói chồng giữa nửa chút nửa mắt. Thôi mày đừng nói, thì gớm quá gớm đi. Chị nói y chang vậy. Tao nói nó còn dễ thương chết mẹ luôn. Mày nói muốn bỏ xứ đi luôn á Bi. Em muốn bỏ xứ đi. Ui, đây, đi trước hay nhận lương đi. Rồi lên bộ lon nha mấy chị, 130 nha. Đi, dạ, dạ bộ lon 130 mấy chị. Mà bộ đây thông báo với mấy chị là quần đùi. Mấy chị coi vải đẹp nè. Ý chú cha vải đẹp nè mấy chị ơi. Tàu lắm nè 90kg hè. Bộ chữ nha, bộ chữ lon. Ủa chả mấy chị ơi. Bộ này mà đẹp rắn, mà đẹp rửa, mà đẹp mà nhực mình nhủi. Mà mình mẩy luôn, mà trời ơi đẹp quá. Tặng ế thấy mẹ luôn. Ủa, bộ này vải thoải mái lắm mấy chị. Bộ này dòng vú thoải mái nha. Dòng vú dưới 125 là thoải mái luôn. Cha chưa tính độ co giãn nha. Bộ đây là mặc theo form rộng á. Đù má bộ này mà. Em mà nhà em có hàng này liên tục là em bán nhức nhói luôn. 130 nè mấy chị. Trời ơi em mấy chị thấy sao chứ em thấy. Thấy sao kệ mẹ em đi mấy chị mua ơi. 130 ngàn. Bộ đây chị Nguyễn Thanh Huyền vừa nè. Chị Huyền ơi bộ này chị Huyền vừa nè. Đừng có cười nha. Để ngày mai đi em gửi bill chị Huyền nha. Để em qua kho bên kia em lựa mấy cái quần cho chị Huyền. Đây, bộ này chị Huyền vừa nè. Thông báo bộ này chị Huyền vừa nè nha, 130 ngàn. Chữ loan của Phụng Yến rồi. Trời ơi, bộ này đẹp lắm Phụng Yến ơi. 130 ngàn của Phụng Yến nè. Bỏ cái bịch đây đây. 130 ngàn của Phụng Yến nè. Trời ơi, bộ này đẹp lắm chị Tu Hồ ơi. Thật luôn. Chị Tu Hồ hai bộ nè. Chị Tu Hồ hai bộ. Hai bộ của chị Tu Hồ nè, 130 cộng 130. Đó, 130 cộng 130. Bộ lon của chị Nguyên Phạm nè. Bộ lon của chị Nguyên Phạm nè, Nguyên Phạm quận 12 nè. Dạ ok chị Thùy Trang. Lon 60kg rộng lắm Lina. Đừng mặc, để mặc cái bộ kia đi. Để đang chờ hàng, hàng này 60kg hơi rộng nha. Hàng này 60kg rộng ấy. 130 ngàn bộ lon chữ nè. Vải đẹp lắm quý vị ơi. Áo nè, áo phơm rộng nè. Áo này áo phơm rộng. Lan nè. Cái gì vậy trời? Quá trời người kìa. Tập trung vô. Một bộ của Dung Tô tán. Hai quay chết bà vợ Dung Tô bộ nè. Chị Hằng Nguyễn Bình Định trăm bộ nè. Tường Vy Lam trăm bộ nè. Tường Vy Lam 130 nè. Kim Thanh Cầu Vinh Tẻ 130 nè. Ủa bộ đâu phải đây này. Đó. Nguyễn Thị Trang bộ 72kg nè. Nguyễn Thị Trang bộ 130 nè. Rồi còn hai bộ nha. Ai chốt thì chốt. Còn ai không chốt thì chốt nha. Đó. Ai chốt thì chốt. Còn ai không chốt thì không chốt nha. Ủa nó còn cục hàng nữa nha mấy chị. Còn cả mấy cục luôn. Còn hai bộ quý vị ơi.
quý vị ơi, còn hai bộ gì mấy chị chốt sao mà hay dữ ta, chốt gì mà bên này cũng còn hai bộ, bên kia cũng còn hai bộ ta, chốt bị kỳ với ta. Xếp lại đi em chị mặc á. Để em với chị mặc á chứ cậu, bán chưa đủ ớ á. Đây để em với chị mặc với cậu nha, chưa đủ ớ. Bộ đó vậy, bộ đó là free size mấy chị, từ 60 mấy ký mặc phông rộng tới 90-95 ký cũng vừa ha. Lina là mặc bộ đó là hơi rộng, nếu mà thích mặc phông rộng thì chốt được ha. À, em mới vào đây mẫu bộ nhỏ, tưởng chị nó chết xong rồi, chết bụi chết bời hổm giờ tuần này không thấy ở đâu hết đó. Mua nhiều quá chịu địa chỉ rồi. Ờ dạ, để này đọc rồi, giờ không đọc lại nữa nha. Rồi bộ đùi với bộ chân váy quần nha. Để lấy cái tay qua đi. Wow, Nguyên là đâu không thấy. Nguyên bị gì nhé. Hồi nãy là bộ xanh nhớt phải mấy chị? Hồi nãy phải bộ xanh nhớt không? Ờ, hồi nãy bộ xanh nhớt thì cái này là bộ xanh đen. Không, cái đâu có nhúng màu đâu. Phải không? Ừ thì đúng rồi, nãy xanh nhớt giờ xanh đen nè. Đây, hồi nãy xanh nhớt đúng không? Thì giờ xanh đen, đó. Đúng không? Khác nhau đúng không? Bỏ vô đây, bỏ thịt vô đi. Dạ hồi nãy xanh nhớt giờ xanh đen nha, 120. Em vừa. Em không vừa rộng quá, 16 đúng rồi chị. Xem đầm tím con canh mặt, dạ ok, nó là đầm tay cánh tiên chứ. Nó là đầm tay cánh tiên, ở giữa có chung thun đầm củ tim, nói chung là con đó lên là em nói chị lên phơm gọn gàng lắm. Lên phơm gọn gàng xuất sắc lắm chị Kim Đức, có size 60 đến 100 ký. Đó hồi nãy là xanh nhớt giờ xanh đen nha. Rồi chốt giùm em Dior. Chốt giúp giùm em Dior xanh đen. Dior xanh đen kèm với lại chân váy quần. Ha. Dior xanh đen kèm chân váy quần, bỏ vô bịch đi hai đứa. Để em kiếm cái mẫu lạ lạ em cho mấy chị coi nha. Dior xanh đen. Ừ nó không có gì lạ hết trơn, cũng ly luôn y vào tông. Cũng gấu đứng. Cũng gấu nằm. Gấu đứng rồi chứ cũng có gấu nằm nữa. Đó nó cũng có mấy bộ đó cũng có vừa sáp đó, chị nào chưa chốt bộ à, bao nhiêu ký có size 60 đến 100 ký chị chỉ còn cho chiều cao con nặng lên là em lấy size cho chị nha. Đấy rồi, dạ nó là chất vải lụa nhưng mà ở sau lưng nó có cái chung thun kéo ra cả khúc này để cho chị mặc, nó ôm vô người chị tùy size á nó sẽ đẹp, nhưng mà nó có 4 size, 60 đến 70 ký là size L, 70 đến 80 ký là size L, 80 đến 90 ký là size L và 90 đến 100 ký là 3 XX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 
mặt size L nhỏ nhất nhà em. Chị Kim Đức còn bé con lắm ha. Bộ màu xanh, lấy bộ màu xanh Dior của Nhi Võ nè. Nói gì không nghe vậy trời. Nghe chưa, giờ chị nghe cái chị mà nghe cái gì là chị hỏi liền. Chị giống quỷ lắm, thiệt á. Để ra chút lấy bì bỏ. Rồi bà ngoài đây chơi ai thuyền gì. Bà mẹ của em quý vô cùng. Ta leo téo téo, ta leo téo téo. Rồi lên áo cho mấy chị nè. 100.000 áo được khoảng cỡ 8-9 áo nè. Được nhiêu áo kệ bù đậu đó mấy chị, dùm đường của mình là phải mua áo thôi. 100.000. À, không có co giãn chị, nhưng mà ở giữa bụng ở sau lưng nó có cái chung thun ha. Khi mấy chị ốm thì là chung thun nó sẽ ôm vô người, khi mấy chị mập ra nó sẽ kéo ra. Nói vậy á ha. May bán hàng online là phải vậy, không có cái chung thun là không có bán được đâu. Áo ba lỗ 100.000. Ê, cha lấy đi. Mẫu này hồi giờ em bán chưa có hàng này nha. Cha lấy đi. Đẹp không, đẹp không? Chốt giùm em ba lỗ con chuột Mickey 100.000. Đây là gu của em nha mấy chị. Dạ em một cái. Hả? Ai chốt áo này chốt cho em một cái. Chị cháu là tuổi của em nha. Rồi chốt áo ba lỗ đi quý vị. Con bơm nước, con bơm nước, bơm nước. Để bán được 10 bộ mình bơm nước đi. Không. Áo của chị bé chồng này 100.000. Áo của chị Nhi chuột ở lộn, áo của chị Nhi vỏ nè. Nhi chuột. Áo của chị Nhi vỏ nè. Ừ, cùng hàng bán được hai cái vậy cũng được không sao. 100.000. Dạ.
hiểu được em đâu. Đi chuột một cái. Bởi đây nghe ưu tư ứng hờ. Nhớ không em, ta cho nhau cuối gì được. Ê, ta chúng nó cắt hàng tiếp đi mày. Tới mai dậy sớm like nha. 8 giờ. Ba lỗ hai cái của chị Cao Kim Phượng. Ủa Bill Cao Kim Phượng đi chưa anh? Đi rồi hả? Rồi hai cái của chị Cao Kim Phượng. Hồi nãy có quần đùi chị Cao Kim Phượng lấy chưa? Hồi nãy quần đùi hai cái 130 ngàn chị Cao Kim Phượng lấy cho quần đó form rộng. Size đó 90kg, 92, 93kg cũng vừa. Chị Phượng lấy chưa thì báo cho em nha. Em vô lên lại chị coi nha. Rồi cái bộ lon chị lấy chưa? Chị mới vô đúng không? Cái bộ lon 130 chị lấy chưa? Chưa no, chưa lấy thì báo em lên hàng. Báo em nha. Đào dưới. Kiếm đào áo thun mà chị kia là chị lấy ba lỗ chị bán. À em, hai em ba lỗ hả? Là hai em ba lỗ, là hai con ba lỗ. Hôm nay lấy hai con ba lỗ cho lên rồi. Mấy cái mẫu này lâu lâu mới có hàng rồi. Hai em ba lỗ. Sao lại bé? Hai em ba lỗ của Linh Hồi nè. Xem quần đùi dạ ok chị Nguyễn Thị Trang đi. Cái cục quần đùi nãy đâu ơi. Trăng cục ơi. Rồi xong rồi chuẩn bị lên lên dệt nha. Chuẩn bị đón nhận à. Sáng nào cũng được tùy mày à. Đây mấy chị ơi. Quần nè. Quần đùi nha, quần này form rộng chứ không phải form ơn vô chim nha. Quần này form rộng nè. Rồi chốt quần đùi giúp em mấy chị ơi. Chốt giùm em quần đùi nha. Một con 70, hai con 130 ha. Một con 70, hai con 130. Chị nào chốt quần đùi chốt lên giúp giùm em. Tay này tay 65kg, hơi rộng 70-90kg. Chị nào chốt đùi thì chốt lên giúp giùm em đùi nha. Hai con 130, hai con 130. Hai con 130 nha mấy chị. Chị nào chốt hai con 130 thì chốt lên giúp giùm em hai con 130 ha. Rồi lên lên dệt nè. Hôm nay về một lô áo khoác lên dệt. Hôm nay về lô áo khoác lên dệt nha. Một lô áo không ạ? Áo không lên dệt. Thôi bộ lô một xíu đi bán. Bộ nào 60kg nữa không chị lấy ship luôn. Đợi tiền chị chút ly nè. Đợi chút xíu nha. Đợi 1 phút 30 giây. Giờ còn bộ này, bộ lon này cũng size lớn rồi. Giờ còn bộ đùi lon này cũng size lớn nha. Rồi lên cho em con áo khoác mở màn bán. Áo khoác mở màn bán với chị 120.000 nè. 120.000 mở màn áo khoác nha. Bà là bán để cho suôn sẻ chứ cái áo này nhập vô đã giá đó rồi nha mấy chị. Một quần đùi đùi 70.000 của Nguyễn Thị Trang My ơi. Mới có vô lấy đi. Rồi mở đầu con lên dệt khoác nè. Cho mấy chị mua cho mau mắn này ha. Con này màu xanh nhớt nha. Con này màu xanh nhớt 130.000. Chị nào chốt áo khoác xanh nhớ này, trời mấy con này mấy chị mặc mùa này nó sướng lắm. Nó sướng không có từ diễn tả được đâu nha mấy chị ha. Rồi chốt giùm em lên giờ 130.000 xanh nhớ. Chị nào chốt xanh nhớ 130.000 chốt lên giúp giùm em xanh nhớ 130.000 ha. Ai? Ai chốt xanh nhớ chốt lên giúp giùm em. Hồi nãy em có cái bộ lon xanh nhớ đúng không? Thì đây là bộ lon tím nè, bộ lon chữ tím nè. Đã lắm mấy chị, em nói mấy chị vải đã lắm luôn á. 65kg đến 90kg cũng vừa ha. Chốt giùm em lon tím chữ. Bộ này mấy chị mặc lên là đẹp say sẩm luôn á. Chứ em mà chụp hình lên là em bán trên 10.000 nha. Một áo khoác xanh nhớt của chị uống tóc Hoàng Anh nè. Đó, My nó đang dụ khu uống tóc Hoàng Anh nè. Đi nhuộm tóc nợ hoài nè. Xanh nhớt, 130. Vải nhẹ nhàng lắm chị. Dạo này chị uống tóc Hoàng Anh lên. Là nó dài đi tiệc hoài ha. Dạ xanh nhớ xanh, à, xanh nhớ một cái xanh nhớ có một con là lon tím của Phụng Yến nè. Xanh nhớ à, áo lên dệt này em có tổng cộng 200 cái nữa mà mấy chị phải ngồi lựa mẫu với em nha. Rồi 130 nè. 130 lon tím của Phụng Yến nè. Chưa Lina chưa chốt được đâu nha. Bộ tím của Hằng Nguyễn nè. Bộ tím 130 của Hằng Nguyễn nó có bộ xanh da trời nữa nè mấy chị, nó có được bộ xanh da trời nè. Rồi Hằng Nguyễn Bình Định nè. Hằng Nguyễn Bình Định. Hằng Nguyễn Bình Định nè. Bộ tím nè. Cái bộ này chị Hằng mặc vô là bao phê luôn. Em nói thiệt. Bộ nào là mặc vô bao phê luôn nha. Rồi lên cho mấy chị một cái con khóc nè.
160.000 lên dợt nha. Cái lô này là 160.000, nhưng mà con này ai chốt được thì chị đã trúng mánh nè. Mấy chị coi giùm em nè, cốt nón nè, ở trước vừa đút phối với dây kéo nè, đẹp không? Xuất sắc chưa? Trời ơi, 100 nhiêu quên rồi, 160 hay 150 vậy? 100 nhiêu mấy chị? Quên rồi. Áo khoác mới kêu nhiêu rồi? 100 mới nói nhiêu với chị quên rồi nè. Trời ơi, coi nè, chế nào chốt được con này là chế nó xuống bánh đậm luôn. Em nói thiệt lòng luôn nè, 160.000 bộ tím của chị Văn Thị Sinh nè, 160.000 bộ tím đẹp lắm nha mấy chị. Em nói cho mấy chị nghe, em có bộ này mà lo ăn xin nhớt nữa ha. 130.000 em quánh chị má nhận ra luôn á. Đừng giỡn em nha, em đang khổ nha chị. 100 nhiêu đó đó. Hồi nãy mấy chị chốt cái con, ôi con này đẹp chứ vậy. Hồi nãy mấy chị chốt con xanh nhớt đúng không? Thì con này là con đen nè, con đen đúc nè. Rồi, lên. Áo khoác đen đúc, size 60-80kg. Bộ tím của Thảo Nguyên Côn Đảo nè. Chị Nguyễn Trâm vừa bộ tím nha, áo khoác 160 của Bin Cubin. Áo khó trăm và lấy áo này dây kéo chị. À xin lỗi, xin lỗi pin của pin nha. Đừng cho địa chỉ số điện thoại này. Áo này của Lina Nguyễn nè. Dây kéo này Lina Nguyễn về mặt cái lớp len là Lina Nguyễn xỉu. Chị pin của pin ơi, trọc rồi nha. Thảo Nguyên Côn Đảo một bộ nè. Thảo Nguyên mấy chị coi cái bộ này nè, nó có 2-3 màu lần chị Thảo. Chị Thảo muốn kêu lên lo coi lấy tím không phải nè, đã lắm. Bộ lon tím chữ nè, bộ lon tím xanh nhớt nè, không còn 2 bộ nè. Chỉ có một bộ lon tím xanh da trời rồi đó, 130.000 bộ á chị Thảo. Bộ đó chị Nguyễn Trâm vừa nha. Rồi chốt giùm em con khoác len dệt nè, 60-80kg coi vải nè. Mấy chị coi vải len dệt này mặc nó sướng lắm, coi tay nè. Tài nậu cha coi tay áo này nó làm nè. Mấy chị coi làm tay áo nè, dễ thương không? Mấy chị coi tay áo nè, tay áo của len dệt nè. Xuất sắc quá trời luôn á mấy chị. Không có một cái điểm trừ luôn nha. Không hề có một điểm trừ. Rồi chốt giùm em áo len dệt khót 160. Xanh da trời, xanh da trời của Thảo Nguyên nè. À, áo khoác đó khách lấy rồi, chị Binh của Binh lựa cái khác nha. Chốt giùm em là khoác nút ha. Chốt giúp giùm em là khoác nút. Cái lô này cũng ưng ý nè mấy chị. Cái lô này về em cũng ưng ý nè ha. Cái lô này ưng ý nè, em báo ưng ý nè. Ê, sẽ lấy đi, coi 160 nè, đẹp không? Đâu, bé nữa. Bây mở ra với lại mở cái nút kìm kì đi bây. Rồi chốt giùm em nè, len dệt nè. Bộ lon bao nhiêu ký vừa bộ lon đó? Nếu mà chị Thảo mà 95 ký, chị Thảo mặc cũng vừa nữa. Nếu á à, còn 100 ký thì nó ôm vô em sợ nó không đẹp nè. Chốt giùm em mã 00 nè. Chốt giùm em mã áo khoác 00. Chốt giùm em mã áo khoác 00. Đây, mã áo khoác 00 với 92 ký cũng vừa ha. Mã áo khoác 00, 160.000 mã áo khoác 00. Xem là áo khoác nút hả Thu Thủy? Áo khoác nút đẹp lắm Thủy ơi. Đẹp mà cái len nó mềm lắm luôn Thủy. Đẹp mà cái len nó mềm cực kỳ. Có cái form ấy nè, cái form nó cũng dễ thương nữa Thủy ha. 160, mình đi kiếm không có đâu. Mình kiếm lên hàng shop rồi nó không có nằm giá này. Mấy 200 mấy 300 ha. Hồi xưa mà cái thời em mới học cấp 2 mà những cái áo này em đã đi mua ở chợ nó giá đó rồi. Rồi chốt giùm em con len mã 00. Mã 00. Mã 00 của chị Cao Kim Phượng 160 nè. Cao Kim Phượng mới lùng. Rồi mã này nè baby, mã này của Thu Thủy, 160 của Thu Thủy. Dạ ok. Lên cho mấy chị một cái mã khót sọc. Lên cho mấy chị 160 mã khót sọc, mã 160 nha. À coi là cái nào ưng là phải giật liền nha. Mã 160 em là 82 ký nha. Mã sọc 160. Mã sọc là size từ 60-82-83 ký bằng em ha. Đây nha mã sọc. Chị nào chốt mã sọc chốt lên giúp giùm em mã sọc 160. Mã sọc 160 nha em, về lô đây là em ưng nè. Nguyên lô đây em đều ưng hết nha mấy chị, kể cả áo ba lỗ cũng ưng ha. Chốt giùm em mã sọc 160.
Chị nào chốt mã sọc 16 chốt lên giúp giùm em mã sọc 16. 16 mã sọc mấy chị ơi. 16 mã sọc. Mã sọc 16. Rồi lên tiếp cho mấy chị mã tím. Mã tím phân lộng nè. Mã tím này chị Cao Kim Phượng lấy được nè chị Phượng ơi. Mã tím. Mã tím này phơm rộng lắm, bo tay nè. Mã tím dễ thương không? Mã tím cái tay đẹp quá trời luôn. Lon tím và lon xanh nhớt. Lon tím và lon xanh nhớt của Nguyễn Trâm xanh nhớt nè, tím còn bộ nè. Rồi, của chị Nguyễn Trâm 104. Hình như vậy em nhớ mày mày vậy đó. Cho chị Cao Kim Phượng chốt với con áo khoác tím đi chị, xin không? Nè mà chị ơi, thoải mái lắm luôn á. Thoải mái quá trời luôn. Chốt giùm em khoác tím. Con này phải tới 90kg cũng vừa ha. Rồi dễ thương lắm mấy chị, khoác tím. Nhưng mà con này tay đẹp nha. Con này tay đẹp bá cháy mua chiếc chó luôn. Chốt giùm em mã tím ha. Mã sọc. Mã sọc nè. Mã tím nè. Mã tím của Uống Tóc của chị Uống Tóc Hoàng Anh 16 nè. Ủa chị, đó chị Uống Tóc Hoàng Anh có làm mà móng tay chân không? Có. Đó, nè cái mã giống như hồi nãy bé Thu Thủy chốt là mã đen mà giờ có mã nâu rồi mấy chị coi vải nè. Em nói mấy chị mà mấy chị cầm những con len vợt này lên mấy chị ưng bụng lắm. Em nói thiệt em cam đoan với mấy chị luôn. 60 đến 85 kg. Phát tím khách lấy rồi à, mấy chị à, vô lấy cho chị Kim Phúc Đinh 10 cái áo xu ơi. 10 cái áo ngực xu size 38. Mười cái áo một xu size 38 đúng rồi. Trần Tuyền nè. Trần Tuyền à, màu nào cũng được, lấy hết size 38 mấy chị 10 cái luôn. Trần Tuyền nè 160. Mấy chị chốt giùm em là áo khoác tím gân nha. Đây là tím gân nè à, 160 tím gân. Chị nào chốt tím gân chốt lên giúp giùm em tím gân. Tím gân vải thoải mái lắm nha. Trời ơi mấy con này mấy chị mặc mùa này là xinh lắm. Em xinh em đứng mà hầm xinh nó cũng xinh nha. Chốt giùm em tím gân theo mấy chị ha. Chốt giúp giùm em tím gân. Mình còn áo khoác nút không yên Mai Phan. Nó nằm trong cái lô em không biết nữa chị đợi nha. Đợi coi thử chút có thì mình chốt chị Mai Phan ơi. Chốt giùm em tím gân. Tím gân này chị Cao Kim Phường cũng vừa. Chị Uống Tóc Hoàng Anh cũng vừa. Mấy chị Kim Phúc Linh cũng vừa ha. Chốt giùm em khoác gân tím. Khoác gân tím. Cái màu tập hồi nãy đẹp quá mà không ai lấy. Chị Yên dạ em đây chị. Chốt giùm em xanh nhớ. Xanh nhớ. Đây. Người yêu tôi rồi bỏ tôi đi. Mấy con này là mấy chị khót vô đi chợ đi búa đồ sướng lắm. 60 đến dưới 90kg là được hết trơn ha. 60 đến dưới 90kg là được hết trơn. Chốt giùm em xanh nhớ. Trời đất ơi. Chị nào chốt xanh nhớ. Chốt giùm em xanh nhớ nha mấy chị nha. Xanh nhớ. Ủa chưa khua nữa hả con? Chưa khua rồi nữa hả? Đưa mấy cục đen đây. Hỏi cái lô này về phải. Có xếp đi biển không? Chị đã nên bóc em giới nhắn tin nha chị ơi. Đồ tắm hay là xếp đi biển? Ở thường thường xếp đi biển là người ta quấn khăn không mà ta xếp cho mày cái khăn. Thường thường vậy á là. Áo này 100.000 nè. À, có bao nhiêu cái 38 đi lấy hết ra đi bi. Tại tổng cộng là 16 cái 38 lận. À đồ tắm có. Tím của chị Nguyễn Quyền nè. Tím 16 của chị Nguyễn Quyền. Áo thun nha mấy chị. Hồi bữa giờ mấy chị chưa thấy áo thun màu này phải không? 100.000 nè. 60 đến 90kg lông chuột. Đẹp không mấy chị? 60 đến 90kg lông chuột. Ai chốt lông chuột chốt giúp giùm em lông chuột nha. Có được vài con thôi nha mấy chị. Có được vài con lông chuột thôi. Ai chốt lông thì chốt giùm em lông. Đồ tắm có. Nhưng mà mày lấy cái đồ tắm mà có tùng ở trong. Nó làm một cái bọc bọc vuông ở ngoài. Nó làm cái tùng vậy nè. Nó hở bụng như đây. Kệ mẹ nó đi. Mình đẹp mình có quyền nhắn lại. Chốt giúp giùm em lông chuột 100.000 quý vị ơi. Lông chuột 100.000. Mẫu đây là mẫu gì? Lông chuột 100.000. Rồi lên tiếp mẫu áo khoác nha. Mở hay không? Nè mấy chị coi nè. Mấy chị thấy đen gân không? Mấy thầy chờ chị thấy đen ren không? Đen phối với ren đẹp không mấy chị? 60 đến 90kg đen phối ren. Trời ơi làm ơn chốt cái con đen phối ren này giùm em cá đi 160 mà đã lắm. Cái chị. 9 cái em để lại 4 cái đi.
Em chốt với chị Kim Phúc Đinh trước 5 cái, còn mai đem hàng tới tỉnh Phong. Nè, Phong đều sai đó bây, Phong đều màu nè. Dạ, tại chị Kim chốt 4 cái, để chị Kim Phúc Đinh 5 cái chị gửi sau. Gửi sau chị Phong tính tiếp. Dạ, lông chuột ngực bao nhiêu? Lông chuột ngực bao nhiêu hả chị, đợi em. Dạ, lông chuột của Bin Phu Bin trước nè. Lông chuột của Bin Phu Bin 100 ngàn trước nè. Bin Phu Bin dùng địa chỉ số điện thoại cũ em mới. Nếu chị nào đổi mới thì nhớ nhắn cho em nha. Ý là đang hỏi thử là địa chỉ số điện thoại có cũ không. Cái áo này em chưa tính độ co giãn nha chị Thảo. Em chưa tính độ co giãn thì nó để 120 rồi. Nè 120 mà nếu tính độ co giãn là nó phải 140 ha chị ha. Nhưng mà con này mặc đẹp lắm ha. Xem lại mã sọc. Dạ ok chị Văn. Chị Nguyễn Hạnh nè, Nguyễn Hạnh Bình Dương không? Đeo phối ren. Con này mà Nguyễn Hạnh về mặt hàng ngày là bao sướng luôn. Nguyễn Hạnh Bình Dương, Nguyễn Hạnh Bình Dương 106. Có chị Kim có thêm mấy đơn cá hả? Trời chú ơi, chăm lưỡng lắm. Mấy chị chờ em một chút xíu. Cái này của chị Út Phong nè. Út Phong 4 cái 38 3 4 cái là mấy trăm, 600 hả? Nè, ghi coi thử Út Phong. Anh ơi, sợt lên giùm em Út Phong đi. Coi thử có phải đặt 4 cái size 38 không? Rồi chốt lại cái này của Út Phong trước đi. Còn Kim Phúc Đinh thì mới chốt 5 cái. Còn như để lại đó từ từ đi. Út Phong coi nhau không? Ờ, dạ, tưởng áo dưới của tôi. Không quên đâu chị, tại vì giờ thiếu 38. Em đang đặt hàng về nữa mà không thiếu đâu. Chị Kim Phúc Đinh đợi em 1-2 ngày là có hàng rồi nha chị. Tại vì nó phải lọc size lớn á chị. Nè, mã sọc này chị Văn Thị Sinh. Mã sọc lên, khoác lên đẹp lắm chị. Mã sọc này chị. Ông đợt này lô này về em ưng bụng nha. Mấy chị thấy mà lô này về em không ưng bụng là cái người em nó bán nó theo cảm xúc lắm này nè chị Văn Thị Sinh. Dễ thương không? Mấy con này mà ngày xưa mà em lên hàng Quảng Châu, em mới lên hàng của chợ An Đông là mấy con này em nhập không đã 200 mấy rồi. Nó không có giá 160 mấy chị. Nó không có giá 160 nè. Bé Lùng đang mở một con trắng ra đẹp lắm nè. Bé Lùng đang mở con trắng ra rất là đẹp ha. Em là người đẹp Bình Dương, ok. Rồi lông chuột của Thanh Thảo Nguyễn nè. Thanh Thảo Nguyễn 100 ngàn lông chuột nè. Chốt giùm em mã cốt sọc nha. Rồi lên nha mấy chị mã cốt trắng. Dạ mã cốt trắng này cái tay nó dễ thương lắm nè. Cái này không phải, cái này không phải khoác mấy chị. Cái này là áo nha, cũng 160 nè. Nếu chị nào dưới 73 kg là con chốt cái con công sỏi này giùm em. Chị nào dưới 73-75 kg chốt giùm em cái con công sỏi nè. Ít nhất len dệt về phải đẹp như thế này chứ không phải len dệt về giống như cái lô hồi bữa mấy chị. Chốt giúp giùm em con áo trắng này dưới 75-76 kg ha. 160 ngàn con áo trắng công sỏi. Chị nào chốt trắng công sỏi chốt giùm em. Phát sọc của chị Cao Kim Phượng 160 nè. Cao Kim Phượng 160. Hot sọc của chị Cao Kim Phượng 160. Đưa 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 cái áo ra đi bụng mỡ. Chị Cao Kim Phượng ơi, chị lấy cái này nè, nó rộng rãi thoải mái hơn nè chị. Tại vì chị lớn á, chị không có thích cái ôm ôm vô đây nè. Chị Cao Kim Phượng lấy con sọc này nè chị. Nha, em đổi cho chị nha. Ok thì báo lên em. Đổi cho chị Cao Kim Phượng đi. Tại chị thích thoải mái rộng rãi á. Bé Lùng lấy con sọc này cho chị Văn Thị Sinh nè. Con sọc này chị Văn Thị Sinh là ok nè. Con sọc này chị Văn Thị Sinh nè. Đó. Em bán em hiểu ý từng người lắm. Anh tôi cho em miếng nước đá anh thôi. Chị nè mấy chị ơi. Thăm cam thăm quý ta. Ờ cam quý không biết ăn nha. Ăn dữ như nhâm mỹ nè. Đó. Ai thăm cam với nhân phòng riêng mà gì đó. Tao đang lai ớt mà tao đang nhìn ra cái mặt ba mày tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến cái tự nhiên tao bị sợ hãi. Bị sợ hãi ghê. Ủa gì chị kêu trời trời. Tao thiệt lòng mà tự nhiên kêu trời. Rồi chốt giùm em xanh gân nha. Chốt giúp giùm em xanh gân. Xanh gân nha mấy chị. Mấy cái con len giật đi về. Em nói thiệt với mấy chị là phải là mấy chị sẽ ưng lắm. Em nói thiệt cái lô này là em hơi bị ưng. Con này mà nếu chị nào dưới 75-76 kg là mặc ok nè. Em thì mặc vừa rồi đó. Lên giờ thì cỡ nào mấy chị mặc không vừa. Nhưng mà em nói cái form đẹp là khoảng cỡ dưới 75-77 kg thôi nha. Dưới 75-77 kg à. Chị nào nãy chưa chốt ba lỗ thì chốt lên ba lỗ nha.
Rồi chốt lên giúp giùm em nè. Đẹp không quý vị? Dưới 80kg ha, chốt giùm em xanh trắng. À, trắng má. À áo áo trắng này hả? Chốt hàng mà cũng hung dữ ghê trời. Trời nãy giờ lên đầm đi tìm cái Thủy. Hồi nãy có con đầm trắng đẹp lắm Thủy ơi. Nè, đầm công sở cũng đẹp nè. Nãy giờ lên đầm quá trời, mới chuyển qua cái tông này nè. Nè, coi đầm ngày hôm nay vải đẹp không? Nè, giống như đầm sơ mi gì đó. Nãy có con đầm trắng đi tiệc đẹp dữ dằn lắm. Rồi bộ này là size 65 đến 90 kg, ai chốt thì chốt thôi nha. Chốt giùm em bộ chữ tím vải nè. Bộ chữ tím nha, vải đẹp lắm ha. Bộ chữ tím vải rất là đẹp, 130 ngàn. Chị nào chốt chị còn áo sơ mi nam không? Gửi hết cái bao hàng về quê rồi. À, xanh gân của chị Tường Vi Khoa. Sao thấy giống phom dài? Cái con xanh sọc hồi nãy là phom dài nha chị. Phom dài nhưng mà dài qua mông thôi, chứ không phải dài thòng ở dưới giữa đùi là không có chị. Mấy con này không có dài giữa đùi đâu, dài bình thường á chị. Cái con xanh gân này của chị Tường Vi Khoa nè. Rồi mở tiếp hàng đi con. Mở tiếp hàng lên giờ đi bé. Trong cõi đời chị mặc áo vú của em thích lắm luôn. Từ khi biết mặc áo vú chưa bao giờ được thoải mái. Hồi xưa em cũng như vậy á, nó phải mắc cỡ cho. Hồi xưa mặc cái áo vú về tối về mở ra đỏ chét hết trơn, riết rồi làm biến mặc áo vú luôn á chị. Không biết mấy chị có bị giống em không nè, em y vậy á. Riết rồi đi đâu cũng lựa mấy cái bộ cá tùng kia vú á chị, kim thích tinh. Cho nên khi mà em bán được loại đó là em hay săn loại đó lắm chị ha. Em hay săn loại đó lắm nè. Chế nào thích áo công sở chốt nè cưng không? Con thấy mẹ luôn á chứ không phải con thường đâu nha. Đây nè mấy chị, mà chúng cái con này nó không có gọng mới đẹp không mấy chị? Éo 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 éo, vải đẹp lắm. 160 màu kem. Từ từ con. 160 màu kem. 160 màu kem, con này size 60 đến 85 kg. Chốt giùm em 160 màu kem ha. Hôm nay áo về hơi bị đẹp nha. Không áo nhẹ nhẹ, hôm nay áo về hơi bị đẹp mà có 160 ngàn nha. Nè xong cái like này em kêu nó để dành cho em 100-200 áo em để dành em bán. Tin không mấy chị? Ôi quá xinh luôn á. 160 làm gì ra mấy cái con như thế này. Len nè, phối sơ mi nè. Trời má ơi con này đẹp quá à. Trời con này đẹp thiệt mấy chị ơi. Chốt giùm em là len phối sọc nè. Ồ dưới 85 cũng vừa nha. Ở đâu ra mấy con vậy mấy chị? Có cỡ em không? Chút lên nhiêu ký? Mà có cỡ em là mẫu nào? Quần lót, quần xì, áo vú, đồ bơi. Đầm dạ hội, đầm công sở, đầm công chức, đầm đi biển. Đầm mặt đứng đường, mẫu nào cũng có hết nha mấy chị. Đi mặt không? Con này 88-90kg cũng vừa được cái con sọc. Rồi lên tiếp cho mấy chị là con áo khoác nâu. Áo khoác nâu và tay có chữ nè. Hồi nãy chị Thu Thủy chốt nè. Đây, chị nào chốt áo khoác nâu chốt giùm em có 60-85kg là vừa hết đấy mấy chị ha. Con này 60-80, nói chung là 60-90kg cũng vừa. Tại vì len mà cỡ nào nó cũng giãn hết trơn. Mà mấy con này mùa này em Linh chờ nè. Áo khoan nãy giờ chị lên á, có size em, có những cái size em nha. Đó, mùa Linh chờ là ai? Trời ơi, lâu lắm rồi không mua đó nè. Có một con khoác dây kéo rồi, con này mấy chị mặc thành áo thun nha, đừng mặc áo khoác. Nè mấy chị coi đẹp nè. Mấy chị ơi, vải này nó không có nóng nha. Dạ 60-80kg dừa nè, 60-85-87kg dừa nè. Chị Thu Thủy ơi, hút nó cho em, hút đầu nó cho em. Chị Cao Kim Phượng ơi, hút đầu nó cho em, có một con thôi. Chốt giùm em là khoác dây kéo, cáo lắm mấy chị mặc cái sọt, cái quần dài đẹp lắm nha. Khoác dây kéo. Ai chốt khót dây kéo, chốt giùm em khót dây kéo. Em lên cho mấy chị một cái con khót sọc đen. Nó có khót sọc đen nha. Chốt giùm em là sọc đen nè. Mấy chị chốt giùm em sọc đen nè. Dễ thương không? Cái này mà chỉ cần mặc cái gì ở ngoài cũng đẹp nữa. Mặc bikini khót cái này cũng đẹp nữa. Rồi chốt giùm em khót
sọc đen. Hót sọc đen. Tại đang giảm cân á chị, xuống 17 kg. Quá giỏi luôn em. Thì giờ em còn nhiêu ký? Rồi đây nè. Ủa Linh chờ là ai vậy anh? Linh chờ không nhớ nữa. Linh chờ Trúc Linh gì quận 7 nhà bè hả? Phải không? Nó có hai màu với chị, màu sọc đen và màu sọc nâu nha. Sọc đen và sọc nâu. Chị nào chốt đen thì chốt đen, chị nào sọc sọc nâu, chốt sọc nâu thì chốt giùm em sọc nâu ha. Bỏ ra tiếp đi con. Rồi lên tiếp nè. Tại sao cái lùn mới đi giấu con này vậy mấy chị? Sao nó đi giấu con này, nãy giờ em không thấy con này luôn. Mới mở. Nè, trời ơi, xinh luôn mấy chị. Bắt cái gì con này đi. Tôi đang mua hè mà. Tôi lên đây. Mình chơi lên đây. Chơi tới sáng nghỉ. Chút rồi tôi làm xong tôi đi về, tôi nghỉ tôi bệnh mà. Mấy con này đẹp quá vậy. Nè, mấy chị ơi, xinh không? Trời ơi, dưới 90 kg nha. Mấy con này dưới 90, 92 kg nha. Chốt giùm em lông chuột. Đẹp không? Chốt giúp giùm em lông chuột ha. Không, bình chấm chị ơi, là nhớ rồi. Trúc Linh này là của Linh chờ đổi qua đó. Nãy giờ nói vậy đi. Linh chờ vậy. Còn Linh mà bả hai đứa chờ đó. Anh ký cho em miếng khăn giấy anh. Chốt giùm em lông chuột xám. Bộ lon xanh khoảng nhiêu ký vừa nãy giờ nói 3 lần rồi chị Thảo. Không rồi. À, cái áo này. Anh ơi, anh hủy mũi mất dạy quá. Trời, chú hủy mũi kìa. Yeah. Ông đưa em hủy mũi, em hủy ra cái ông đi đâu mất à. Lũ manh thiệt chứ. Yeah. Bao thì cố không ạ? Dưới 93, 94 ký. Dưới 93. Cười đá người quá trời. Lũ đàn thiệt chứ. Dạ đó, nếu mà chị 95 ký thì được, còn 100 ký mặt ôm cứng chị. Em lên với chị con khót eo mì nè. Dễ thương ha. Trời ơi. Rồi chốt giùm em khót eo mì con này dưới 75 kg thôi nha. Một cặp nè. Khót eo mì dưới 75 kg. Kìa một cặp là gì? Ê. Ê. Đó cái chung một bình hả con? Nó chung một bình hả? Ê. Một cặp nè mấy chị. Ê coi nè. Thôi nè kèm với áo trong nè. Ôi. Chị Cao Kim Phượng ơi, mấy chị ơi, dưới 85 kg nha, trời ơi, đẹp không? Bi kèm với áo trong, trời ơi, 160 nè, chạy má ơi, 160 của bi nè, 160 áo bi nè, kèm với là cái áo ở trong nữa, trời ơi. Dạ, chị lấy cái khoác nào chị Tu Hô ơi, chị lấy cái khoác màu lông chuột xám không? Chị lấy cái khoác lông chuột xám không? 160 lông chuột xám nè. Ai chốt, bi là chốt, bi, Cao Kim Phượng, 160 hai món rồi. Còn bi không vậy? Còn bi này. Còn bi mày không ai dám nuôi đâu. Nè ai hỏi phong phơm lớn, có phơm lớn nè. Chị còn áo sơ mi theo hội này đang lâu rồi. Ai chốt bi. Nè. Đâu mất rồi. Chị Quy Huỳnh mới vô nè, chị Quy Huỳnh phải chốt với con khóc tọc đen này nè. Chị Quy Huỳnh bé con phải chốt con này nè. Ai đứng như bóng dừa. Tóc dài bay trong gió. Eo gì? Tu Hồ nè. Eo bì. Eo bì Tu Hồ là dưới 75 kg thôi nha cha. Eo bì là dưới 75 kg thôi nha cha. Dạ eo bì bi. Nè khóc bướm. Ai? Ai là con bướm xanh? Con này là size lớn nè chị Thanh Thảo. Thông báo với chị Thanh Thảo là con khóc bướm này size lớn nha. Tay này là từ 70 đến 100 kg nha. Một mùa thu sang có anh đơn giấc mộng. Tình hồng như mơ. Có sao em vội quên. Tăng kia lá nhà rơi. Tèo. Đầm tím sau lưng 280. Chị bỏ tiền ngọc bích cho mẹ. Dạ ok chị. Tại em sợ chị uống dừa á. Chứ mua tặng thì em không có cản nha, mấy chị cứ thoải mái đi. Chưa, khách mới hỏi nè. Rồi lên áo khoác tím gân nè. Tím gân size 60 đến 80 kg thoải mái nha, tím gân.
Vậy là chốt tím ngân, chốt giùm em. Còn áo này là vừa là áo khoác, vừa là áo thun nè. Vừa là áo khoác, vừa là áo thun nha. 60-88kg, chốt giùm em xanh bơ. Ha, xanh bơ. Vậy là chốt xanh bơ, chốt lên giúp giùm em xanh bơ. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Con này là con sọc hồng. Con này con khớp sọc hồng nha. Mấy chị thấy vậy chứ 60-80kg là bình thường nha quý vị nha. Khớp sọc hồng. Chị nào chốt khớp sọc hồng chốt giùm em. Chốt giùm em con kem phối tím. Ở lộn, chốt giùm em con kem phối đen. Xin không, xin không. Chốt giùm em mã kem phối đen. 160.000 mã kem phối đen. Ai chốt kem phối đen chốt giùm em kem phối đen. Xanh bơ của chị Trần Tuyền. Con này mặc với rinh đen đẹp lắm chị. 160 của chế Trần Tuyền. Chốt giùm em kem phối đen. Con này đẹp nè chị Tuyền. Coi đẹp nè. Xuất sắc luôn. Hôm nay mà nói chung là hôm nay cái đợt lên này là tối nay em sẽ lấy thêm hàng nha mấy chị nha. Cho nên mấy chị cứ từ từ và bình tĩnh mua ha. Từ từ mua và bình tĩnh mua. Cắt. Chị mai hả? Không. Nhưng mà thích cắt dễ được không? Nè có con rồi nè con à. Dúng không? Không. Con nữa sao mà không dúng? Nó sợ neo thằng khác. Cái này chờ gì? Mày bóp điên người ta phải lùng. Ôi gì thích chờ neo nè. Mày chờ neo cũng này chờ đợi. Dạ kem phối đen nè. Bi nè. Bà Bi nè. Bà để ai chốt Bi thiếu vậy? Cái này là của kem phối đen của chị bé Trần. Hồi nãy áo phúc Bi ai chốt vậy? Hồi nãy áo phúc Bi là của chị Cao Kim Phượng phải không? Rồi còn cái này của chị Quy Huỳnh nè. Quy Huỳnh 56 là luôn. Mẹ bó giùm tao cái đi. Ai? Quy Huỳnh mới đọc xong chị Quy Huỳnh. Kem phối đen của chị bé Trần. Nè nè, có con sao tao kêu mày gửi nút xong mày không gửi gì bành đi luôn. Nè em lên cho mấy chị con đen nè. Dạ mấy chị làm ơn dành lộn giùm em gấp nha. Đen viền trắng. Dạ làm ơn dành lộn giùm em gấp nha quý vị. Dễ thương không? Làm ơn dành lộn giùm em gấp nha. Hơi bị đẹp luôn nha. Ủa cái áo tao quăng ra để làm đâu rồi? Hơi bị đẹp nha. Em có một cái đó. Mấy chị chốt đi. Đen phối trắng. Đen của Trần Tuyền nè. Trong khóa của chị Trần Tuyền. Mạng hơi bị dữ nha. Em có một con trắng công sở. Hồi nãy chị Trang chốt nè. Trắng công sở size dưới 77-78kg. Ha, 50-77-78kg chốt giùm em trắng không sọ đẹp không mấy chị? Không có một vết tì luôn. Không hề có một vết tì luôn. Chị chốt chậm quá chị Đông Thủy ơi. Đen khách lấy rồi. Nè lên tiếp nè. Cái con này mấy chị đừng có mặc áo khoác. Mà mấy chị phải mặc thành áo thun nó mới xuất sắc nha. Đây trắng. Trắng mà u. Ha, hani ui. Hani ui. Trắng hani ui. 60-88kg vừa. Trắng, hani ui. Tới 80kg là cao đẹp nha. Nè mấy chị coi form nè. Má con này mặc lên nha. Mấy chị để vậy nè. Mấy chị để vậy nè. Đó, 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 đó. 86 con Nguyễn. 86 con Nguyễn. Trắng. Trắng dây kéo. Cười gì hai con điên. Lên cho mấy chị coi chị con sọc đen sọc trắng nè. Đây con Nguyễn hả? Con Nguyễn thành phố. Trắng sọc đen và đen sọc trắng nè. Đây. À qua sắc ơi. Trắng sọc đen và đen sọc trắng. Đẹp không? Vải em nói mấy chị nó mềm lắm. Mùa này mấy chị mặc cũng thoải mái nữa ha. Hơi bị đẹp luôn. Đã tưởng đâu nhục nào tới rồi hiếp dâm bả chứ. Thấy chị mà chị chốt sau làm biến động. Chị hỏi là cái đó dừa không mà người ta chốt rồi sao dừa cũng vậy à. Rồi đây. Dưới 90kg chốt giùm em sọc đen trắng. Gì vậy đây? Hỏi con này. Cuộc sống em có buồn không ạ? À? Dễ thương không mấy chị? Trời ơi, mặc quần sọt với áo dây mang mấy con này vô là ê! Đẹp luôn, 106. Chốt không kịp luôn nè Thu Thủy. Mày làm ơn mày chốt con này đi Thu Thủy. Nó đẹp quá mà. Nha. Nó đẹp quá mà. Hôm nay cái len dệt này ưng ý lắm luôn mấy chị, nói thiệt. Mấy chị mà thấy em không ưng ý là em thể hiện liền. Em giống như con điên ấy. Đây. Rồi lên cho mấy chị con đen nè. Lên cho mấy chị một cái con trắng phối đen nè. Cái lùn nó giấu nãy giờ nè. Nó mở xong nó kẹp nách nãy giờ. Nó không có đành đạn bán đó mấy chị ạ. Nha con này phân ngắn à. Giống giùm em trắng kéo xây trắng phối đen nè. Đẹp không quý vị? Xinh ha. Ồ
trắng phối đen. Chị nào chốt trắng phối đen chốt có áo phóc. Chưa biết còn hay không, chị đợi em chút xíu. Áo phóc đen bướm của chị Dung Tô. Nãy giờ qua, nãy giờ nửa tiếng rồi chị Dung Tô. Áo phóc Dung bướm nè. Alo. Áo phóc Dung Tô. Của chị Dung Tô con bướm. Là bữa nay ta đói quần nha. Trắng đen của chị Quy Huỳnh nè. 160 của cô Quy Huỳnh nè con. Má kêu Dung bướm, bà ra bà quýnh má nhận ra luôn. Dung bướm nữa chứ. Rồi đây lên cho mấy chị một con xanh gân nè ha. Xanh gân mà tay với nút đẹp lắm nha. Vải đẹp nữa mấy chị, thoải mái. Con này tới 90kg cũng vừa nè. Nè, xinh luôn mấy chị. Nè ha, đây. Nút nè, tay nè. Chốt giùm em xanh gân. Ôi mấy con này mấy chị mặc đẹp lắm. Chốt giúp giùm em xanh gân nha. Xanh gân này chị là 90-92kg mà cũng được nè. Xanh gân 160.000. À, thích coi em nói chuyện à hả? À không ấy, chị giả bộ chị mua đứt em luôn. Chị về nhà chị nuôi được không? Thiệt. À không ấy, chị mua đứt em về nhà chị nuôi từ từ được không chị? Chị Văn Nguyễn thành phố ơi. Chị Văn Nguyễn thành phố ơi. Nè, tin chưa? Có một con à. Có một con đen à, 60-75kg nè. Có một con đen công sở nè. Chị ơi coi form nè. Form với lại vải với lại kiểu hơi bị dễ thương. Chốt giùm em đen không sợ 160. Ờ, cho chị coi bộ lon sao lon. Để em coi nữa. Bây giờ chỉ còn lon tím thôi nha chị. Bây giờ chỉ còn đúng lon tím thôi chị Thảo ơi. Nè. Nè mấy chị lon tím. Còn đúng lon tím thôi nha. Ai chốt lon tím chốt giùm em lon tím ha. Hôm nay áo về 160 là hơi rẻ nha mấy chị nha. Ai chốt lon tím chốt giúp giùm em lon tím. Lon tím nha mấy chị nha, lon tím. Chị nào chốt lon tím, chốt giùm em lon tím. Bộ lon tím có 130.000 à. Cái bộ lon tím nó chỉ có 130.000 thôi. Ủa thêm con này của bướm nữa hả? Bướm này mới mở hả? Áo này là áo của Đại học Giao thông Vận tải nè. Mọi người có thể huy chịu trường em nè. Không. Không. Không, đừng dụng nha. Áo của Đại học Giao thông Vận tải nè mấy chị đừng học. Mấy này học chốt tí mẹ luôn. Hả? Áo ơi, chốt giùm em mã này là dưới 85kg nha, mã trắng viền xanh. Có cùng cài áo luôn mà có 160 và vải đẹp lắm mấy chị. Chốt giùm em là trắng viền xanh ha. À, chị vỡ áo đen lại cho em xem. Loan tím. Loan tím của chị Thanh Thảo Nguyễn. Còn bộ nào không hoài không vậy? Nè lấy bộ này đi. Đây. Loan tím của chị Thanh Thảo Nguyễn là 130. Chị có là áo đen mà 60-75kg hả chị ha? Áo đen công sở hả chị ha? Đây. Dạ hôm nay là em nói thiệt là cái lô áo này về là em rất ưu là ưng ý nha. Nói nhỏ nhỏ cho mấy chị nghe thôi, đừng nói lớn. Bán đắt rồi cái dầu tới hợp tới bất ngờ nữa đây. Đây mấy chị 160.000. Trời ơi bao xin luôn mà chị Vân, chị không lấy uổng ghê luôn mấy chị coi form nè. Coi áo nè. Trời nội cha nó không có điểm trừ luôn. Không hề có một điểm trừ luôn. 60-75kg là Trang đâu rồi. Bà Trang đâu rồi? Bà Trang đâu rồi? Còn dép này á mấy chị. Dép này là 200.000 mà sale là 200.000 mà sale cho mấy chị. Còn có 80 và nhan da mềm ha. Đó chế nào. Dép này có size 37. Nó có dây trắng, dây đen và dây cà phê sữa. Nhưng mà chốt đại đi mấy chị. Chốt đại đi ha. 200 mà sale 180 rồi. Ai chốt thì chốt liền, chốt ngay, chốt gấp thôi. Ủa gì mà giấu sau lưng đây vậy Bi? Rồi lên cho mấy chị con áo thun nè. Nè mấy chị, coi thun len dệt mà đẹp không? Ít nhất lô len phải dày chứ. Ít nhất lô len phải dày mấy chị 60-75kg nè. Chốt giùm em áo len dệt xanh, sọc xanh trắng. Len dệt sọc xanh trắng nha mấy chị nha. Ít nhất lô len là phải đẹp như thế này mấy chị, đúng không? Nè, khoác hồng trái tim nè, đẹp không? À, khoác hồng trái táo nè. Trời má ơi, hôm nay khoác đúng đẹp luôn. Khoác hồng trái táo. Ai chốt trái táo, chốt lên giùm em trái cà rem. Còn nữa không Bi? Áo này là áo thun mặc hàng ngày nè. Được không? Thôi đấy nha. Mấy giờ rồi? 11 giờ. Thôi. Trời, chưa đúng 11 giờ, ta like tới 12 giờ luôn á. Mấy chị cứ ngồi yên đó đi. Chốt giùm em lông chuột áo 100.000 nè. Chị nào chốt áo thun lông chuột 100.000, chốt lên giúp giùm em áo thun lông chuột 100.000 nha. Chị nào chưa chốt áo thun lông chuột này
trăm ngàn thì chốt giúp giùm em 60 đến 95 kg cũng vừa ha. Chốt giùm em lông chuột, hồng táo của Thu Thủy nè, 160 nè. Hồng táo, mấy con này mấy chị mặc dưới quần tây đi làm đồ nó ngọt lắm. Nó ngọt lè à mấy chị. Thiệt. Chốt giúp giùm em lông chuột 100 ngàn. Ai chốt lông chuột 100 ngàn, chốt lên giúp giùm em lông chuột 100 ngàn nha. Và lên tiếp. Em có một cái con thoát của Curry và em nói thiệt với mấy chị nè. Mấy cái con này mà cái lúc em lấy chợ trên hàng ở trên chợ An Đông là mấy con này lấy vô không đã 250 ngàn. Mày đang giấu cái gì mà tụi bay nhìn lên tao mặt đầy gian lận với tụi bay. Chốt nè mấy chị. Ai mặc? Mày có mặc không? Chà bay á. Hèn gì nó giấu nãy giờ. Len xanh trắng của tôi mở miệng chi ra mà nó mất hai cái không biết nữa. Lên trắng xanh. Trắng xanh các con này mặc mặc với lại quần quần sọt bình thường đẹp lắm chị. Thu Minh Phan. Chị Thu Minh Phan 160. Em cái đó nhí. Dạ con bé nó xin rồi chị. Con chữ B con bé nó xin rồi cho nó đi chị. Bây giờ em bán cái hàng ít khi nào nó xin lắm. Mà xin được cái nó xin hoài à. Đúng rồi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái con màu gì đây. Con này phơm rộng nè. Con này phơm rộng nè nha mấy chị. Con này phơm chị nào 100 kg cũng vừa ha. Chị nào 70 đến 100 kg cũng vừa len vợt. Nhưng mà len vợt này phơm rộng ha. Ai chốt len vợt phơm rộng thì chốt giùm em len vợt phơm rộng nha mấy chị. Cứ 160. Nói chung là lô này em ưng ý lắm. Em ưng ý từ áo thun tới áo ba lỗ. Chị nào nãy chưa chốt áo ba lỗ 100 ngàn cái báo em nha. Bây vô lấy hai cái áo ba lỗ màu sọc ở nhà dưới bữa like á. Sọc với xanh đen cho chị Bùi Thảo. Hai cái 150 ngàn của chị Bùi Thảo mai đi. Khót Burberry bé nó xinh rồi chị. Khót này nè. Khót này là của chị Lê Quỳnh Dừa nè. Lê Quỳnh 160 nè. Và khót đen con bướm nè. Khót đen con bướm chị Lê Quỳnh cũng dừa nè. Đó con nào chị Lê Quỳnh dừa là em nói dừa nha. Và con khót này nè. Con khót xám này nè. Khót xám lên đan nè. Khót xám lên đan chị cũng dừa nè đó. Có những con nào em nói chị dừa là chị sẽ dừa đó. Chị chốt ba con đó đi chị Lê Quỳnh. Rồi lên tiếp cho mấy chị nào mà chưa mua áo ba lỗ thì lo mua nha. Con này là con chốt giùm em con xanh đột chuối. Con này á nếu mà mấy chị mặc á thì 60 đến 80 kg thôi xanh đột chuối. Ai chốt xanh đột chuối chốt lên giúp giùm em xanh đột chuối nha. Đó hai con của chị Lê Quỳnh đó. Con này cũng tới 100 kg là chị Lê Quỳnh. Con khóc con chim ai con bướm nè. 160 ngàn của chị Lê Quỳnh. Rồi lên tiếp cho quý vị ha. Con này là khót len vợt mà vải mà em nói từ đầu like với chị vải rất là đẹp nè con này nè. Chốt giùm em là màu cam gân. Màu cam gân nha. Cứ 60 đến 85-90 kg là ok. Con này dây kéo nè. Con này dây kéo nè. Hồi nãy chị Lê, hồi nãy chị Thảo Quỳnh Quỳnh hỏi con này đúng không? Con này chị Thảo Quỳnh Quỳnh dừa nè nghe. Con này chị Thảo Quỳnh Quỳnh dừa. Cam đon luôn. Hả? Thảo Quỳnh Quỳnh nè. Thảo Quỳnh Quỳnh 160 là tự chốt luôn. Hồi trưa đi hai cái event đám ma mặc cái áo xám đến hộp lấp la lấp lánh cũng khen hết xong chuyển đường link. Dạ chị chuyển đường link rồi chị nhớ giới thiệu giùm em là má mì của đường dây gái gọi luôn nha chị. Sẵn giới thiệu luôn cái dạo này ế ẩm quá. Dạ cam gân của chị Vân Nguyễn là con này chị Vân mặc đẹp là cam gân 160 của chị Vân Nguyễn. Nói chung là hôm nay lô hàng lên vợt về là hơi bị đỉnh. Còn nửa bi của nửa bi lên vợt. Bán có 12 giờ nghỉ. Còn gần là còn like à. Chút nữa mọi người like đi. Con này là xanh gân nè. Con này xanh gân hồi nãy giờ em bán 3 cái nè. Xanh gân. Chị nào chốt xanh gân là chốt Thảo Anh Quỳnh đi tối qua là nè. Chốt giùm em con khót trắng bướm. Dễ thương lắm, đẹp không mấy chị. Trắng bướm. Một cánh bướm trắng nè. Coi nè, coi cái tay nó dễ thương không. Trắng bướm chị Cao Kim Phượng ơi. Trắng bướm chị uống tóc Hoàng Anh ơi. Đây là lên, 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 lên. Áo này 160 nha. Đây mấy chị ơi, 160 ngàn. Chị nào chốt 160 ngàn. Chốt giùm em 160 ngàn nha. Ai chốt giùm em nha. Nếu là chúng mình hai đứa hai nơi. Nếu không ai lấy cái con trắng bướm cắt cho ta đi. Trắng bướm của chị Cao Kim Phượng là 160.
lên cho mấy chị một con hồng đột chuối, ở lâu phải xanh đột chuối cho con hồng sao nó đột chuối được nè. Mấy chị coi phơm nè, ai mấy chị cái con phơm này mà mặc với quần rin đen nha, chết ngừng luôn á, chết ngừng luôn mấy chị ơi, 60 đến 88 cái chết người với con hồng đinh luôn. Chốt giùm em con hồng đinh nha, đừng chốt con hồng đột chuối nha chị. Nay em về con ba lỗ đẹp thế nào, bây lấy con ba lỗ rồi sao vậy? Cái lúc mà em lên hàng cờ rộp sợp em kêu chị hoài không thấy đâu, em nói thiệt luôn á, chắc bữa sau em phải để ăn bao cho chị vô like em cho chị lựa quá. Ai chưa chốt áo ba lỗ, ai chưa chốt áo ba lỗ 100,000 con chốt giùm em nha. Tin không? Tin không hả chị? Trời ơi, trời nóng không? Cởi áo quýnh tay đôi hả chị? Hay gì mà hỏi nóng không? Cái gì nóng không chị? Nóng chứ. Áo len này nóng nè, nhưng mà cái nóng của nó không có chích chích, nó thoải mái, cho nên để mùa mát mát với chị mặc ha. Nhưng mà được lô len nào là hốt luôn. Đưa áo ba lỗ chốt với chị Tuyên Nguyễn thành phố nè, 100,000 của Tuyên ơi, bữa sau con màu đẹp vậy. Tuyên Nguyễn thành phố nè, con biết Tuyên Tuyên Văn Thành nè. Con này đẹp lắm nha, con này trong mặc ống ngoài mặc đẹp lắm á. Ba lỗ của chị Tuyên nè, ai, ai chốt ba lỗ chốt lên nha. Lô áo này, lô áo này dùng từ là hơi bị chất lượng như từ trước tới giờ đó. Cái con này bán nữa. Các bạn chị mặc mấy con body nữa đi. Trời, hôm nay về áo đẹp không à chị? Hôm nay về áo đẹp không à chị Tuyên? Nè, áo lông chuột cũng đẹp nè. Áo lông chuột cũng đẹp quá trời đẹp nè chị. Mà có 100,000 vải đẹp không? Lông chuột mà. Nói chung là hôm nay áo về toàn áo đẹp không? Mình có bộ tay dài không hả chị Thu Phương? Chưa. Chưa có bộ tay dài chị Phương ơi. Bộ tay dài, chị muốn nó vải sao, chị muốn mẫu sao, chị kiếm vài mẫu chị gửi qua tin nhắn em đi chị Phương. Rồi em thiết kế em may cho chị hoặc em kiếm hàng cho chị cho nha. Kiếm hàng cho chị vừa bán nhưng mà vừa phong phú nhiều mẫu. Cái mẫu này này nãy giờ bé Lùng nó mở nút em ngồi em khen nè. Mẫu đây mà mấy chị mặc cùng với một cái áo ống bên trong cũng đẹp nha. Nãy giờ bé Lùng mở cái mẫu này mà em ngồi em nhìn em khen nè. Mấy chị coi form nè. Nó form 3 nút nha. Form của nó là form 3 nút ha. Cho nên mấy chị mặc ở trong giống như em đang mặc nè. Xinh lắm. Chốt giùm em màu gạch ha. Chốt giống giùm em màu gạch 160. Lấy lông chuột. Đây, đây mẹ. Lông chuột của chị Tiên Nguyễn nè. Lấy lông chuột mà nó la bự muốn chết. Lấy lông chuột có rồi mấy chị, lông chuột. Ai chốt lông chuột chốt giùm em lông chuột. Ai chốt màu gạch chốt giùm em màu gạch. Ai chốt màu, không ai chốt màu gì hết. Rồi có hai cái màu gạch này nha quý vị. Hai cái đường thượng đâu đầy hải nhân gian. Cái áo này là hồi nãy chị cho chị Thu Thủy lấy lúc đầu nè. Áo đen nút nè, size 60 đến 85 kg. Áo đen nút nè, khoác đen nút. Chị nào chốt khoác đen nút chốt giùm em khoác đen nút nha. Gạch của chị Tuyên Nguyễn nè, 160. Ai chốt đen nút chốt giùm em khoác đen nút nghe mấy chị nha. Khoác đen nút. Chị nào chốt khoác đen nút chốt giùm em khoác đen nút. Rồi lên tiếp cho mấy chị con đen mà hồi nãy mấy chị giành lộn nè. Lên tiếp con đen mà hồi nãy em có để dành cái mà mấy chị giành lộn nè. Mấy con này mà hồi xưa em nhập hàng An Đông á mấy chị, là phải 250,000 cái. Em nói thiệt lòng luôn á, đen xối trắng. Hồi xưa em nhập hàng này của An Đông á, pyjama á chị, à pyjama ở Thu Phương. Pyjama, em có một cái bộ pyjama mà chị Thu Phương nhiêu ký. Em có bộ pyjama đen hồi bữa là quần dài, áo tay dài nhưng mà vải đẹp lắm. 160 mà vải đẹp chứ không phải vải cà sần như vải kia đâu. Chốt giùm em đen viền trắng một con nha. Con này tới 90kg, 60 đến 90kg cũng vừa à. Đen phối trắng của chế Dương Ngô nè. Dương Ngô 160. Rồi em lên cho mấy chị một cái con xanh bơ phối kem. Em lên cho mấy chị một cái con xanh bơ phối kem nha mấy chị. Đẹp không? Tay cũng dễ thương nữa. Dồi ôi chị Phượng ơi. Đen, chốt giùm em là xanh bơ phối kem.
chứa 90 kg, 92 kg cũng vừa. Là hồi bữa em có cái bộ pyjama đen tay dài đó chị Phương lấy cho ta. Hình như chị Thu Phương qua mua đầm hả? Hay chị Thu Phương mua gì vậy? Thu Phương Hà, Ninh Hòa. Ninh Hòa. Hôm qua có pyjama đen về á, nhưng mà tay dài mà vải mát lắm. Xanh mơ của chị Cao Kim Phượng. Xanh mơ của cô Cao Kim Phượng, 5 cái. Rồi lên tiếp cho mấy chị là mua cái đầm á. Lên tiếp cho mấy chị một cái con xanh chữ C. Tại sao gọi là xanh chữ C, tại ở lộn đen chữ C. Tại vì ở bên này nó có chữ C lên rồi mấy chị. Trên này nó có chữ C bên này. Xanh mơ còn ai lấy nữa nè. Nó có chữ C nè mấy chị. Xanh bơ của chữ Lê Quỳnh. Cho em xem quần ống le với. Rồi quần ống le bây ơi. Quần ống le đen nha. Không có quần ống le riêng em chưa có soạn ra. Quần ống le đen bên này nè. Coi thử lên bên này. Coi thử còn cái quần ống le đen nào. Khỏi nó không lên lầu. Lên lầu cửa bước vô phía tay trái một bao quần ống le nhớ không? Không nhớ đi lên lấy cái chai nước nhớ. Đúng rồi chị Phương. Rồi, ai chốt cái con xanh, à, con đen chữ C có túi là chốt giúp giùm em nha. Đen chữ C có túi ha. Đen chữ C có túi. Chốt giùm em mã xanh da trời cung gân. Ê, đẹp không mấy chị? Nãy giờ mới thấy con này. Mã xanh da trời cung gân ha. Xanh da trời gân túi đen. Đúng rồi, quần tây em không? Rồi quần tây này đã có eo 88-100. Quần này là hàng của Việt Nam xuất khẩu. Quần này 250. Chế nào chưa chốt quần này thì chốt nha. Chế nào chưa chốt quần tay này thì chốt lên giúp giùm em. Mấy chị coi form của hàng Việt Nam xuất khẩu là đẹp quá không? Áo 3 lỗ. Trời con này vải đẹp dữ dằn lắm mấy chị. Con này vải đẹp dữ dằn lắm ha. Chị Lê Quỳnh có xanh nha. Một áo 3 lỗ của chị Dương Ngô nè. Áo 3 lỗ 100.000 của chế Dương Ngô nè. Còn đầm xanh không em? Nè em có con đầm size của chị, size 100 kg của chị Lê Quỳnh nè. Chị Lê Quỳnh chốt con này đi nè. Hôm nay đầm về đẹp lắm. Đây nè mấy chị, sau cái live stream mà chị nào đã khách cũ bên em á, khách mà đã mua 2-3 bill rồi thì nếu mà muốn mua ngày mai nữa thì sau cái live stream nhớ nhắn là 7 đỉ thôi. Ví dụ như bữa nay, ví dụ bữa nay thứ 6 là 7 đỉ ơi, để bill em thứ 7 đi. À lộn, để bill em thứ 2 đi. Đó, hoặc là ví dụ như mua trúng thứ 2 là 7 đỉ ơi, để bill em thứ 3 đi. Mỗi bill chỉ cho dùng 1-2 ngày thôi nha. Chứ đừng nói mà bill để nhà em 10 ngày xong rồi cái bắt đầu gửi hàng rồi mấy chị trắc trẻ này kia. Nói chung là mấy chị đủ thứ hết trơn á. Chị nào dễ thì dễ lắm. Đây nè, đầm củ tim nè chị Lê Huỳnh. Thứ nhất là nó là củ tim nè. Thứ hai tay form bo nè. Form bo dài tới đây nè. Ở dưới nè coi form nè chị xinh lắm. Mà đầm hoa này thì size nó tới 90-100 kg luôn ha. Đó. Thôi chị ơi, hàng Việt Nam xuất khẩu là chị đỉnh luôn á. Chị Thu Phương co giảng nè. Eo bao nhiêu nha, quần tây của chị Quy Quỳnh nè. Đầm đen sau lưng là 208 chị Hạnh ơi. Nó có đầm đen cổ trắng và đầm đen dây. Nó có em đầm đen nhiều lắm. Nè, quần này của chị Quy Quỳnh 250 nè. Ủa, hết lên giờ chưa vậy? Chưa. Hết bao lên giờ cho lên tiếp anh. Còn sớm à. Dạ. Đầm hoa 250, anh tôi bỏ cho em dưới. Đầm hoa 250 nhưng mà nói nghe nè, mặc lên nó tiểu thư lắm. Thứ nhất là cổ tim nó rất là gọn, thứ hai cái tay nó bo ngay đây, nó làm tiểu thư phồng phồng lên. Ở dưới là phân tè tao ông Nguyễn, nói chung là mặc con đầm vô, nó rất ư là tiểu sờ cư, nha. Nó tiểu bà cố luôn. Thu Phương 70 kg đấy em cái, anh review Thu Phương đi. Chừng nào bill kia nhận được thì chị Thu Phương nhắn tin cho em, em mới gửi bill này nha. Mới dính của bà Thanh Bình Lê. Lên lấy cái quần đó đi. Mình lấy gì vậy? Ngay cửa bước vô phía tay trái phòng chị. Lấy sai chữ thì một chữ G thôi nha. Được kiểm tra hàng, nếu không lấy trả ship 30. Nhưng mà chị nhận xong cái đầm cho em mới gửi cái quần này ha. Chị nhận xong cái đầm cho em mới gửi quần này. Chị Thanh Bình Lê mới bơm em 2 cục 1.6 triệu. Cũng lớn, cũng người lớn, cũng dễ thương, cũng Facebook đàng hoàng lắm. Nói chung là mệt nói. Nói chung nó riêng gì khỏi nói luôn. Rồi lên cho mấy chị một cái con áo sọc nè. Áo khoác lên giờ sọc ha. Áo khoác lên giờ sọc. Còn khách cũ đừng có đòi kiểm tra hàng giúp em nha. Khách mới thì người ta sợ lừa rồi.
kiểm tra hàng giúp em, tội nghiệp em. Con này chị Lê Quỳnh cũng được, chị Cao Kim Phượng cũng được nè con sọc. Ha, chốt giùm em con sọc trắng, con này size lớn lắm, con này size phải 85kg đến 100kg nè. Chị nào chốt áo khoác sọc chốt giùm em. Lâu lâu nó mới có mấy cái mã len này mấy chị. Lời một cái cũng được không mấy ngàn, nhưng mà ở đây em bán cái lô này em cực kỳ ưng ý nha. Em bán cái lô này em cực kỳ ưng ý. Em nói với mấy chị nghe, cái lô nào mà ưng ý là em nói ưng ý à ha. Còn cái màu kem, kem phơm ngắn khối đen lấy một cái buồn ngủ rồi mai gửi luôn nha. Và một cái màu kem. Màu kem còn để con ngủ. Của chị Thu Phương với anh Phước, nốt cho cái bill đàng hoàng đi anh ơi. Một cái màu kem phơm ngắn khối đen. Để em coi thử trong mấy. Có con nào màu kem ở đó không? Cái bây cục hàng đó rồi. Cục hàng lên rồi. Để ra dự định thùng chị coi thử cái này đúng không? Không. Màu kem mà khối biểu đen á. Đúng rồi, sọc này chị mới vừa. Em có nên nói tí á, mấy chị từ từ chốt nha. Tại vì biết sao, cái con này như lấy được nè. Phơm đẹp lắm nha. Hôm nay có mấy con đầm công chúa đẹp tuyệt vời. Con này cũng đẹp nè. Con khoác màu gì ta? Khoác màu nâu, nâu nhạt cũng đẹp nè mấy chị. Màu nâu nhạt này cũng size lớn nha, 70-95kg. Chốt khoác sọc của chị Huệ Phương. Đúng rồi, cái này chị Huệ Phương lấy được nè. 160 của chị Huệ Phương. Này không được rồi. Này không có rồi chị ơi, không có rồi chị Cao Kim Phượng ơi. Hết rồi chị Cao Kim Phượng, lấy mẫu khác thì lấy chứ hết màu đó rồi. Em có con nâu gân đẹp quá trời, sao mấy chị không lấy vậy mấy chị? Nè, nâu gân phơm ngắn nè. Chị nào chốt nâu gân phơm ngắn chốt giùm em nè. Thấy gân đẹp không? Ai chốt nâu gân phơm ngắn chốt giùm em nâu gân. Con này cũng được nè chị Phượng. Con này cũng dễ thương quá trời nè. Nâu gân phơm ngắn. Chị nào chốt áo bao nhiêu 160 chị? Nè, em có con nè. Em không biết con này gọi là áo hay là khoác gì. Áo cũng được mà khoác cũng được nha. À, áo, cái này áo không phải khoác nè, áo. Áo lên giờ 60-80kg này, này là áo nha. Áo chứ không phải khoác, 86 chị. 86. Áo này là hồi nãy ai chốt nè. Áo này hồi nãy ai đòi chốt nè. Thanh Ngọc nè, 60-85kg nè. À, 60-82-83kg thôi. Chốt giùm em áo xanh. Mấy con này mấy chị mặc khoác cũng được, mà mấy chị mặc thành áo thun cũng được ha. Chốt giùm em áo xanh ngọc 160. Áo xanh ngọc 160 nha mấy chị. Khóc này khóc trắng rồi. Khóc trắng đút vàng. Chị nào chốt cho khóc trắng đút vàng. Chốt giùm em mấy con này em mặc lên mấy chị mới thấy đẹp lắm. Ha. Đây. Lên cho mấy chị một cái con xanh bơ. Lên cho mấy chị một cái con xanh bơ. Rồi chị Thảo Quỳnh Quỳnh có lấy thêm con xanh bơ này không? 60-90-92kg cũng vừa. Xanh ngọc của Minh Bình nè. Minh Bình còn cái quần jean á. Bill Minh Bình á, là Bill Minh Bình ghi free ship cho cô Minh Bình đây, tại do hồi bữa gì không có chọn được cái quần á. Minh Bình là xanh ngọc nè. Xanh ngọc dây kéo của Minh Bình nè. Xanh bơ, xanh bơ. Xanh bơ quý vị ơi. Rồi em lên cho mấy chị một cái áo khoác trái tim. À, khoác đám mây. Khoác đám mây nè. Ai chốt khoác, ê. Chị ơi, lấy con này được không chị? Lấy con này được không chị? Cao Kim Phượng. Trắng phối đen. Trắng phối đen Cao Kim Phượng ơi. Áo tay dài nhiêu chị? Lô áo này là 160 đó Ngọc Nhung Lê. Lô áo này 160 đó. Trời ơi, 160 mà hàng này rẻ bèo luôn. Hơi bị rẻ bèo luôn á chị. À. Nè, áo đám mây vẫn còn nè. Áo khoác đám mây vẫn còn nè. Nè, chị nào mà form lớn lấy áo khoác con bươm bươm. Đẹp không? Trời ơi, Mỹ sao mày con áo gì mà có 160 rồi, lời ở đâu, bán ở đâu. Rồi em thấy cái tụi trai mày nó nhảy tiếp thi á, trời ơi. Liêm sĩ ở đâu, địa chỉ ở đâu, đó. Thấy không? 60-95kg vừa áo con bướm. Ai chốt bướm thì chốt giùm em bướm bướm. Bướm, hết chưa bây. Rồi lấy cái, đây. Hồi nãy giờ mới thấy con có cổ nha. Hồi nãy giờ mới thấy một con len vợt có cổ nha. Tay nè, 60-100kg rồi thôi, 60-90kg thôi. 60-90kg thôi. Đó. Nha, tại em sợ cái tay bị chật á. 60-90kg thôi. Đó mấy chị. 60-90kg nha. Chị nào chốt, chốt giùm em nha. Dạ, nhiều lúc cái buồn ngủ mà phải dậy á mấy chị à, để giống như mình bị trá hình á. Nha,
có chục đến 90, 95 ký cũng vừa có nó. Chị nào chốt xanh nó, chốt giùm em xanh nó, ai chốt vậy? Xanh nó của chị Tiên nè mấy chị ơi. Xanh nó của chị Tiên nghe. Ai chốt xanh nó, còn xanh nó vậy? Xanh có nó có 1 cái chị. Ê, tộc đen trắng nè, đẹp ha. Đẹp quá trời luôn mấy chị. Tộc đen trắng nè. Nè con này không phải xanh nón mà nó gì nè chị, nó sau đó có cái bè nè, dễ thương không? Ê con này dễ thương quá trời luôn nè, 80 cây nha. Ôi con này đẹp nè mấy chá, 80 cây, 60 đến 80 ký thôi nha, 80 cây. Ở sau lưng mấy chị thấy cái con nó dễ thương lắm, giống như là để cái con mấy cây cao lên thì khúc nào nó ra khúc đó, mà để thấp góc xuống thì khúc đó nó ra khúc nào vậy á. Áo khóc con phơm nữ hồi nãy đầu like có hai con hàng Việt Nam xuất khẩu 160 và cách lấy hết rồi. À, 80 ký của chị Trinh Võ Đồng Tháp nè. Trinh Võ Đồng Tháp 160. Đây nè. Cái này nó không bể cái gì cái khóc vậy. Rồi con này là áo Liên Loan nè. Xinh không mấy chị? Trời ơi con này mà mặc quần tây, quần jean ha. Quần jean đen với lại áo ống, áo dây ở trong mặt con này ra ngoài là hơi bị đỉnh luôn. Con này size 70 đến 90 kg là chốt giùm em áo trắng Loan. Một giá thôi nha, 160 một giá. Một giá 160. Áo xám nào vậy? À áo xám khách lấy rồi, áo xám khách lấy rồi. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè, một con khóa nè. Nói chung là con này không cần phải mặc khóa, con này mặc chung với lại áo công sở được ha. Chốt giùm em áo xanh ngọc. Chốt giúp giùm em áo xanh ngọc nha. Hồi nãy giờ mấy chị đang chê hai con áo này nè. Một con xanh mơ. Hết chưa vậy? Rồi thôi. Một con xanh mơ với một con xanh rơ, sọc đen trắng của chế Xuân Mùi. Xuân Mùi nè. Xuân Mùi 160 nè. Con mùi 160. Nè, mấy áo này là 60 đến 90 kg là bình thường nha mấy chị. À, áo này, áo rêu này thì 60 đến 90 kg là bình thường nha. Áo này mấy chị mặc chiếc jean đi, cho nó đẹp ha. Mặc chiếc jean cho nó đẹp. Cái form áo này mà em ngồi em chụp hình chắc em bán hơi bị nhanh đó, nhưng mà cũng đủ sức để chụp hình. Rồi làm ơn chốt con áo khóc đỏ kem đi. Có 1 con à, khung gon đỏ kem nha. Ai chốt phun gon đỏ kem, chốt lên giúp giùm em phun gon đỏ kem. Có con nè, khóc dây kéo trắng nè. Xin không mấy chị? Trời đất ơi, là trời ơi. Trời đất ơi, là trời. Đẹp hay mấy chị ha. Quá trời đẹp luôn. Còn cái sọc trắng đen nào không? Đây chị. Còn cái sọc này à chị? Được không chị Tuyên ơi, sọc trắng đen là còn cái này thôi. Có sọc trắng đen là... Trắng của ai à? Trắng của chị Tuyên Nguyễn nè. Ở lộn, trắng này nè. Trắng này của chị Tuyên nè. Áo sơ mi trắng dài tay mà mổ quần đen. Còn không chị, cái đó lâu rồi. Cái đó đợt em bán xẻ cái đầm mà phối ở ngoài, giống như đầm yếm ở trong áo. Áo trắng với lại ở ngoài đầm yếm em bán mẹ hết rồi, em để lại cái áo em dùng vậy đó. Trắng của chị Tuyên Nguyễn, sọc trắng đen của chị Trinh Võ nè, Trinh Võ Đồng Tháp, con này mà con đẹp lắm nha. Rồi lên trao cho mấy chị một cái màu nâu rồi nãy giờ cái lùn nó giấu nè. Có mấy con nha, có mấy con nha, hai con. Có ba con mấy chị 60 đến 77-78 ký ha, 60 tới 80 ký chốt giùm em phát nâu. Chị nào chốt phát nâu chốt giúp giùm em phát nâu nha. Phát nâu. Có được qua ba con. À sọc đen trắng. Hết rồi chị. Hết rồi. Nè có con sầu, có con trắng nút rồi, để đó bỏ bao. Để đưa ra lấy cái bao trắng ghi đi áo lên vậy. Nè em có con trắng này chị Trinh. Em có con trắng nút đẹp lắm nè chị. Nè trắng nút nè mấy chị thấy nút không? Trắng nút. Chị nào chưa chốt trắng nút chốt giùm em trắng nút nha. Sọc trắng khách thấy rồi chị Tuyền. Chị Tuyền nói như nè, lần sau vô like em chốt, em like buổi trưa 2 giờ tối 8 giờ 30, nhưng mà chốt quá thì chị vô chị chốt cái bọc thôi.
chứ đừng có cho số điện thoại địa chỉ trên này mấy chị chốt. Nếu mà hàng hàng sale rồi chị chốt không lại khách em đâu ha, tại do bữa nay bán ế á. Đây nè, sọc đen phối trắng nè, ai chốt đen phối trắng chốt giùm em, ấy lòng trắng trắng viền đen nè, phối trắng viền đen này chị Trinh. Gì vậy bây trời, đem đồ đi cấp rồi. Trắng viền đen này nha mấy chị, xin không chị nào chốt với trắng viền đen thì tranh thủ chốt đi ha, dưới tám mấy ký là ok. Đen phối trắng, đen phối trắng này nè, đen phối trắng lá này hả, không phải này, trắng phối đen nha. Thảo Hiền Trương nè, 160, cái này là sọc con bướm hồng nè mấy chị, đây là áo bướm hồng nè, chị nào chốt khoác áo bướm hồng chốt giùm em, khoác áo bướm hồng đây, mặc cho mấy chị thấy, mấy chị mới thấy xinh chứ đưa lên mấy chị không thấy xinh, chốt giùm em bướm hồng. Ủa đám mây hồng nha lộn, hồng đám mây, chị nào chốt hồng đám mây chốt giùm em. Đây là, đây là áo mặc thành áo phun nha, chứ không phải mặc thành áo ấy đâu, mặc thành áo phun nha, 60 đến 80 ký. Chốt giùm em kem phối cam, chốt giúp giùm em kem phối cam, đợi em đi con từ từ bỏ vô. Kem phối cam, chị nào chốt kem phối cam chốt lên giúp giùm em kem phối cam. Một cánh trắng. Ê, nãy giờ không lên con này luôn á mấy chị. Nè, áo khoác cam đốc nè, cam sữa nè. Trời ơi, nãy giờ nó bỏ bên hông em không biết luôn á. 60 đến gần dưới 90 ký là vừa nè. Chốt giùm em cam đốc, chốt giùm em xanh da trời, chốt giúp giùm em xanh da trời ha. Nói chung là tại vì không mặc lên nữa, nhưng mặc lên thì đẹp lắm. Biêu đi rồi. Chị Ca Ly ơi, có con Loan nè, 60 đến 75 ký, chốt giùm em xanh, xanh phối trắng, chốt giùm em xanh Loan nè cho em biết, xanh Loan, xanh Loan. Cam của chị Tuyên Nguyễn con 160, biêu đi rồi, sữa không đồng rồi, biêu 820 mà em chuyển khoản chị 800 là em còn chị 20 ha. Xin không quý vị, đẹp ha, chốt giùm em xanh Loan ha, xanh Loan của chị Kali 160 là đưa bác Tư bỏ vô đi, xanh Loan của chị Kali Nguyễn 160 nè. Nè em có một cái con kem gân này mấy chị, em có con kem thun gân nè, rồi mấy con này em nói mấy chị giải, giải đã đó, giải là đỉnh của đỉnh thôi à. À phải lắm, mê lắm mấy chị, mê dữ dằn lắm nha, phải mê dữ lắm ha. À, đưa con này là đen chữ C nè, khóc đen chữ C, con này chị nào dưới 80 ký là bốc gọn nè, đen chữ C, chị nào chốt đen chữ C chốt giùm em đen chữ C. Con này, cái đen này là mấy chị nên lấy nè, cái đen này Thảo Hiền Trương nên lấy nè, vải rất là mềm và êm, tay cũng phối nút, chốt giùm em đen nút ha, đen nút, chị nào chốt đen nút chốt lên giúp giùm em đen nút. Nè con hồng hàng đầu nè, nói chung là cái lô này là điểm 10 cho chất lượng nha. Đây 60 đến 85 ký, hồng hồng lủng lỗ, á em đang mặc hết rồi chị Thu Phương. Đen nút của chị Tuyên Nguyễn là con này vải đẹp lắm, 160 của chị Tuyên nè, review thứ hai của chị Tuyên mới thứ hai đây nha, xanh gân. Hồi nãy giờ mấy chị thấy xanh gân này chưa, vải y chang cái con đen nút của chị Tuyên mới chốt, chốt giùm em là xanh gân. Áo này của em sau lưng hở hết, mà hết lâu rồi, hàng Việt Nam xuất khẩu. Áo khoác xanh bơ, áo khoác xanh bơ 160, từ từ bỏ đi lỡ khách có chốt. Cái này là hồi nãy em có nói với mấy chị nè, nếu chị nào ưng là phải chốt liền nha. Đây nè, em nói thiệt, tại vì cái này là len đan, con này là len đan, nhưng mà con này 70 đến 100, cái con này là hàng lạ của ngày hôm nay nè, len đan này 70 đến 100 ký. Xanh gân của chị Võ Mộng Tuyền, xanh gân đây đây, cho con nói nha. Chị bỏ một tiền lên cho em chiều cao con nặng nha, để em coi thử vừa thì em mới bán nha chị. Xanh gân nè, cái này là xanh ngọc nè quý vị. Hồi nãy giờ tại sao quý vị không chốt con xanh ngọc này chị Kali nè, nè xanh ngọc mà vải đẹp không, chốt giúp giùm em xanh ngọc nút nè, xanh ngọc nút. Xin luôn mấy chị, em hỏi thiệt mấy chị là xin luôn, chốt giùm em là trắng phối xanh nha, đẹp không mấy chị, trắng phối xanh lưới nè, có kèm cài áo nè, mà có 160 ngàn à, trời ơi con này xuất sắc luôn á, má hàng mới đó, má hàng si chị, lâu lâu có lô hàng si nhật giày dép thì em chơi vậy thôi chứ
Em bán hàng mới với lại hàng xưởng em may nha chị, em phát xanh ngon của vỏ mộng tuyền yêu quý hả? Cá phút xanh đẹp ha nha ha. Đẹp, đừng nghe bị khùng mà nói. Nè nói nghe nè, nói nhỏ nghe nè mấy chị, nói nhỏ thôi ha. À, trắng phối xanh khách lấy nói nhỏ nghe nè. Cái con xanh ngọc nó đẹp thấy mẹ luôn. Dạ vừa chị. Nè cái con em là 82kg. Nè cái con xanh ngọc này nó đẹp thấy mẹ luôn. Mấy chị phải đợi em mặc lên mấy chị mới lấy lần coi nè. Coi cái form nó đẹp thấy mẹ luôn, không ai lấy. Nói thiệt luôn á. Tức à. Cái con này 60-75kg là con hàng độc nè, con áo phông hàng độc nè. Con này mà mặc cái áo công sở hay mặc cái jean là em nói với chị hơi bị đẹp luôn nha. Nè coi tay nè. Coi lại cái gì? Xem lại hồng lạ có lỗ, em xem con kiều tay thu thủy. Thứ nhất là vải nó không có chích nha. Bộ co giãn của nó là hơi bị đỉnh nha. Hồng lỗ đứt ở lộn. Hồng lỗ đục lộn. Hồng lỗ đục nè. Hồng lỗ đục chứ không phải hồng lỗ đứt nha. Đây. Đây thôi, con này mà mày mặc cái đinh đeo mà lên đôi giày thể thao mà đi Đà Lạt mà đứng đường chết, chết ngừ lắm Trang Thu Thủy. Xanh bơ mới like chị coi lại, đưa cái xanh bơ dưới cùng đi, 70kg vừa chị Tuyền đây, xanh bơ. Em nói thiệt với chị Tuyền, chứ hôm nay mà hàng về là em ưng ý hết, em ưng ý hết 3 bao tải hàng ngày hôm nay về luôn ha, ưng ý cực kỳ. Đó xanh bơ, mà xanh bơ đó cũng hàng hiếm. Đây 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 nè chị chốt con này cho chị Tuyên nha. Ok không chị Tuyên? Ok không? Đợi con này chị Tuyên, đợi con này chị Tuyên có ok thì chốt, còn không ok thì mấy chị chốt ha. Mới cũ chị Tuyên ơi, em để bill gì vậy chị? Gì Tuyên, chị bỏ mộng tiền bill chị, em để lại thêm ngày nữa nha, mai chị mua gì rồi thứ hai em đi được không, hay là chị muốn đi luôn? Tại vì anh Phước nói chị cũng khách cũ á, khách cũ em mới cho để chứ khách mới em cũng cho để đâu. Chốt hồng lộ đít, ờ ok. Đấy, chốt cũng thiệt mệt thiệt, hồng lộ đít chốt cho bà, áo đen trên đùi chị vừa không? Áo này à, chị không vừa, trắng đen là ok của chị Tuyên Nguyễn nè. Tuyên Nguyễn 106 nè con. Nè áo công sở nè, 60-80kg coi form nè mấy chị. Trời ơi form tuyệt vời luôn á. Chốt giùm em trắng không sợ nha. Làm ơn chốt cái con khoác xanh ngọc này giùm cái đi mấy má. Em nói thiệt cái áo nè mà xấu em tồn lại em không có tức, mà cái áo đẹp mà bắt em tồn lại em đứng ngồi không có yên. Em nói thiệt luôn á. Coi trắng xanh ngọc nè, chỗ rồi coi xanh ngọc nè, coi form nè, coi vải nè. Trời ơi thiệt, ví dụ như tồn lại cái con xấu em không có bị tức, tồn lại cái con đẹp là em khó chịu lắm. À 90kg nhiều mà chị Dung Trang, phải lên 90kg nhiều lắm rồi, giờ chắc phải mai. Cái con đen sọc hồi nãy á, là nó có con nâu sọc nữa nè. Con nâu sọc là chị Ốc Dũng lấy con nâu sọc được không? Con đen sọc hồi nãy nó có nâu sọc nữa. Mấy con này là size 90kg cũng đều được hết nha. Ok chưa mấy chị? Tốt. Nghĩ sao áo gì mà không đi chốt trời. Cái con đen gì đó hả con? Đen ở đâu ra vậy? Nãy giờ chưa like nè, dưới đây mà. Ủa vậy luôn hả? Trời má ơi, con khóc đen vôn nè. Mấy chị coi con khóc đen vôn nè, con này khóc hay con ơi, con này bị lỗi nè bây giờ. Con bị lỗi nè. 90kg nhiều lắm chị. Con này là con màu gạch nè. Con này con khóc màu gạch nè. Khóc màu gạch mà thun gân đẹp lắm mấy chị, vải đã lắm. Khóc gạch nè, 160. Trắng dây kéo hồi nãy giờ mấy chị chưa ai lấy thì lấy đi nha. Trắng dây kéo 60-85kg nè. Ai chưa lấy thì lấy giúp giùm em nha. Được, đổi màu nâu cho chị được. Đổi cho chị Tuyên cái này màu nâu, còn lấy cái sọc đen đưa cho Ốc Dũng. Đổi qua, rồi lấy cái đen đưa cho BB chị Ốc Dũng. Đổi được chị. Anh Bơ bán rồi. Tím gân, à tím, à, tím gân nè. Tím gân ai chưa chốt thì chốt ha, tím gân. Ai chưa chốt tím gân thì chốt. Ê. Ủa sao ở đâu lòi lòi mấy cái con đẹp đẹp không ta? Nè anh ơi, chốt chị Cao Kim Phượng con này cho em đi. Chốt cho chị Cao Kim Phượng con này đi. Cao Kim Phượng. Em lên cho mấy chị một cái con khoác nâu dưới 92, 93, 94kg nè. Đẹp không mấy chị? Xuất sắc không? Chốt giùm em khoác nâu ha. Con này đẹp nè. Chị nào 70-95kg chốt con khoác nâu đi.
160.000 đồng giá khóc nâu. Trắng dây kéo của chị Thu Minh Phan, dạ ok chị. Áo dây hả chá? Áo dây. Hình như em còn trong đây một con áo dây nè. Size 70kg, 75kg, nói chung là dưới 80kg, 65 đến 80kg. Áo dây đá 120 nè, con này là bao nhiêu người hỏi yên còn hay không nè. Mà tại giờ hôm qua em soạn hàng cho khách em thấy bị sót nè. Cái này là đá nha. Dạ em thông báo với chị Thu Phương là có tiền không có đi đường quyền được với mấy em này đâu nha. Hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu đúng rồi, trong cách cách ghê trời. Dầu chi cờ cú da, dấu chi cờ cú da, dè chi cờ cú da da. Đó Hồng Châu cách cách hết kìa. Chồng em ớn em luôn. Chồng em nó ớn em lắm rồi. Trời ơi, lông nó bay lả tả luôn. Lông áo chứ không phải lông gì đâu em má. Trời ơi, dây đó em vừa không, khóc nâu của chị Tí Trần. Ai chốt chốt lẹ nha, một con 120-60 đến 80 kg. Khóc nâu đâu vậy? Khóc nâu của chị Tí Trần nè. Tí Trần khóc nâu nè. Chị Tí Trần này hình như đang đặt mình cái gì vậy, vô coi thử quên phải hiểu. Chị Tí Trần khóc nâu nè. Một dây, một áo thôi, dây đó thu tỷ vừa nè. Đó, ai chốt chốt lẹ đi nha, bà ngồi bà lo nói ghi một hồi không có đâu nè, chốt cho pin của pin nè. Tôi nói rồi, cái áo dây này hồi bữa giờ sáu mấy cái sạch sẽ rồi. Áo dây này mặc đẹp bà cố luôn. Hồi xưa hay mang cái pin của pin nè, hồi chưa có bill á. Rồi, bà lo nói chuyện đi bà Thu Phương, bà lo nói chuyện cho cố vô. Rồi bà chốt cho 120. Bà lo nói chuyện cho cố vô. Tí Trần chốt cái... Ờ, không chốt vậy. Để xem địa chỉ của ông nội đi. Áo dây khách lấy rồi bà nội. Bà nội thay vì cái câu mà, thay vì cái câu chị vui tính ghê là bà chốt áo dây là bà chốt được rồi đó. Đó. Áo khác co. Áo này á mấy chị là khoác, khoác tím. Khoác tím gân, con này mặc mát lắm nè. Tím gân, nha. Yeah. Tím gân mặc mát được con đen đó hay con. Ở nhà nè. Ê chị. Nói nghe nè chị Tuyên, coi vải nè. Trời ơi, coi vải đẹp lắm. Đồng Nai 638. Vải đẹp lắm mấy chị ơi, có dây rút nữa nè, thấy không? Rút ngay bụng á. Đó, ôi chị ăn bánh tráng mắm rút rồi nè. Rồi đi về đi. Bỏ áo này vô đi, rồi về nghỉ đi. Đây nè mấy chị, chốt giùm em áo đen dây à, áo đen dây rút 160 một con. À dạ chị hỏi nhưng mà chị không chốt là người ta chốt liền. Bởi vì em nói thì chị chốt lẹ đi là vậy đó. Ha, à, khóc nâu của chị Tí Trần. Rồi em coi thử con ở lô dây nào nữa nè. Mình còn lô áo dây nào đi bữa giờ á. Đi ra mai em đâu. Mai coi luôn vậy. Em còn cái kho kia nó hiện cho em mấy trăm cái áo dây mà em chờ bữa giờ luôn á trời. Tại em ghiền áo dây á mấy chị. Em ghiền áo dây muốn chết mẹ luôn á. Dây rút 90kg vừa nha Dung Trang. Con này là vừa Dung Trang vừa nè. Con này vải đẹp lắm chị, Dung Trang nè. Vừa chứ. Rồi, bỏ vô đi. Mai mình chơi tiếp nha. Cái nào của Dung Trang không có gì. Cái đen rút á, đen cái rút bụng đúng rồi đó. Nè con này cũng size của Dung Trang nè, Dung Trang ơi. Nhưng mà con này nói nghe nè, con này hàng độc nè. Áo dây có size lớn không Yên? Dạ không. Đợi đi em kiếm vải về em may áo dây cho mấy chị cho nha. Đợi em kiếm vải về em may áo dây cho. Nè con này là hàng độc nè. Nó vừa len mà nó vừa phối caro nè ha mấy chị ha. Con này là em thông báo cho mấy chị hàng độc. Thực sự là hàng độc nha. Cho nên là chị nào chốt là phải chốt liền. Nhưng mà con này size lớn. Bỏ ra cho nó dùng chèn nè. Bỏ sau đó đi mới lùi. Cái làm gì nữa? Bỏ sau đó đi. Tết hay dưới thôi còn thêm gì đó. Ở trong đó còn mua ra luôn. Con này nè, lấy cái dao rút cho chị Dung Trang rồi. Con này cũng size lớn nè mấy chị. Chị nào size lớn thì chốt con này nha. Con này là len phối caro, hơi đẹp ha mấy chị. Con này cái form ở dưới dễ thương lắm. Cái form này mà tụi Quảng Châu chạy quảng cáo nó bán 200 mấy 300 nha mấy chị. Là cái con này nè. Hay là con này nè. Dung Trang lấy con này nè. Đem phối trắng, phối caro. Con này size lớn nha chị. Con này size lớn nha chị nha. Đem phối trắng, phối caro ha. Thấy mình hỏi không em?
Tôi hỏi là cho coi lại áo khoác kem da sao không cho? Cho tôi hỏi lại, cho tôi coi lại áo khoác kem đá. Là cái gì chị nói rõ giùm em ấy. Đọc giùm em lại vậy. Điều gì ạ? Hình tấn tài hình như nhận nó thiền. Trắng đen phối caro của Ốc Dũng. Sao chị? Chị nói gì chị nói lại giùm em được không? Con này màu kem công sở là đẹp không mấy chị? Vải đẹp dễ sò lắm, đen công sở nè. Đen công sở. Con thử tấn tài được chưa đi hình. Chị ấy nói lại đi con, coi con màu gì báo em đi nha. Coi cái con màu gì thì báo em đi nha chị. Báo đi. Phải gì tắm rồi. Đó. Rồi mai mình chơi tiếp nha. Em có một con đầm size 12 là dưới 73 tí 300 ngàn. Ai chốt đầm đi tiệc chốt giùm em. Con này mới nếu mấy chị không thích mặt dài bằng đầm dạ hội mấy chị về. Mấy chị về cắt lên tới ống quyển cho em. Có một con à. Có một con duy nhất mà mấy chị phân đẹp màu đẹp không? 300 à. Ủa áo đá này như 300. Đầm đá thì 300 nha mấy chị nha. Đầm đá thì 300. Chế nào chốt đầm đá 300 thì chốt lên giúp giùm em. Em có một con dung nè. Em có một con dung nè ông Dũng. Cái con đầm này là size 16, 75 đến 85 kg. Con đầm này 300 rưỡi. Đầm này giúp dư dùng thật sao? Nó giúp dư áo dài nha mấy chị. Con phân đầm này nè. Y chang áo dài luôn. Hả? Y chang áo dài phân đầm này. Chị nào chốt đầm này chốt lên giúp giùm em nha. Nãy em có con dung 160 ngàn đâu mất tiêu rồi trời, dung đùi. Ở đâu quên mất bà nó rồi. Nó nằm trong cái đống lẫn lộn này rồi. Nằm trong đống lẫn lộn này rồi. Rồi mai lên tiếp nha. Bỏ mấy con áo lên chồng không đâu nha. Thầy chồng con lên mai like cũng được. Mấy đồ này đẩy sát vô để mai like tiếp mình ta. Mấy đồ này đẩy sát vô mai like tiếp khỏi mất công. Bỏ cái thước dây vô kia đi con. Dùm đá xoay lớn chị. Trắng đen caro chốt em có chốt cho dụng. Ủa rồi chị Tuyên. Thấy mình hỏi không rồi hỏi cái gì kêu hỏi lại cũng không thấy hỏi gì mấy chị. Rồi chốt hàng nghỉ nha. Mai gặp nhau với chị cái gì kia anh ta. Của ai vậy? Rồi nghỉ nha. Bill chị Dung để lại thứ hai hãy gửi nha. Chị có chốt áo ngực chống tuột 42 màu đen không? Tuyết Trần. Rồi bây giờ chị Tuyết Trần áo ngực 42 chống tuột màu đen của chị Tuyết Trần. 42 màu đen của chị Tuyết Trần. Dạ giờ em bỏ vô cho chị nè. Giờ em bỏ vô cho chị nè nha. Chị ơi, tí cho em ngủ chung. Ừ. Tí cho em ngủ chung kêu cha mày lại ngủ với tao luôn. Ngủ thẳng đủ đô tao đâu nha. Ráng đi em yêu. Em ngủ nè, em ngủ bên trái nè. Chị cho hử nách em ngủ rồi. Kêu cha em ngủ bên phải chị cho hử nách luôn hả? Là sáng mai hai cha con mày chết ngọt thì không biết nguyên nhân hiểu không à, kiểu vậy á. Chị ngủ riêng đi. Em qua em ngủ với chị không? Tao chưa có chồng mà. Mày kêu ba mày qua ngủ với tao. Tao cho ngủ hai đứa hai bên. Tao kịp nách tao cho bú nguyên đi. Bú sữa ra sáng mai ngủ chết ngủm luôn hả vậy đó. Đi qua luôn hai cha con nha. Biêu em chú nhật giao. Biêu của Thu Thủy thứ hai đi nha. Tối thứ hai xong lại đi là sáng thứ hai đi hàng á. Ok ông trai chàng trai. Không mà tao nghĩ mày không phải chàng trai đâu. Tại vì biết sao ông chàng trai mà người ta bọc lông đít lông nắm là người ta trưởng thành. Người ta đâu có đi like dạo. Người ta đâu có đi comment dạo. Người ta đâu có đi phá dạo. Chắc tao nghĩ mày chưa đủ tuổi đâu ha. Chưa đủ tuổi đâu giờ kêu má dạy lại đi con. Nhưng mà không có cái đôi giày đó. Đôi giày đó size 42 mà chỉ có tới 41 thôi. Cho chốt với chị Tí Trần cái áo vú chưa mấy lần. Rồi ok, mai gặp nhau nha.